Quả phước từ đâu đến? Cái quả cũng từ tâm mình mà đến, nó dẫn đến. Cái phước cũng từ tâm mình mà dẫn đến. Nên mỗi người mình á, phát quả hay phát phước là tự mình chọn đi. Tự mình chọn đi quý vị. Những đức thấy rằng những đức càng học Phật thì những đức càng sống bình an. Càng học Phật thì những đức càng sống vui. Đó. Muốn ngủ là ngủ liền, ngủ rất ngon. Còn muốn thức thì thức hoài cũng không sao. Đó. Những đức trung bình thức cả tháng cũng không ăn thua gì. Tại vì sao? Vì cái tâm của mình nó an lạc quý vị à. Quý vị thấy, quý vị về chùa, quý vị xác thực, quý vị thấy những đức làm việc, quý vị thấy rõ ràng đó. Quý vị buổi chiều, buổi sáng quý vị lên chánh điện quý vị tu. Còn buổi sáng những đức xuống nhà bếp, những đức quay quần, những đức làm việc, tính từng chút. Ta đem cải chua lại cúng dường. Mấy cô nói để cải chua này để bữa lễ dùng, những đức nói bậy. Cải chua mình để, mình rửa rồi, mình đi trộn đường, mình để tới bữa đó dùng. Nó đâu còn cảm giác gì, sao ăn ngon được. Trưa nay á, cắt ra, mình để vô cái hộp cơm cho người ta ăn với sườn thì nó ăn hết thôi. Ngừng chút ăn hết thôi. Mình đưa cho người ta ăn đi. Người ta ăn xong rồi, cái bữa lễ sẽ có người ta đem lại cái khác. Đúng không? Đó, như nước lưu thông vậy đó. Nước á, nó chảy ra nó mới chảy vào. Chứ cái ly nước này nó đầy rồi, bây giờ muốn đổ vô nữa nó cũng tràn thôi. Nó nên á, có một cái cô này, cô thấy những đức với hòa thượng đang xây chùa. Nó nói đây cho vị nghe về lý giải nhân quả cho vị nghe. Rồi xong rồi cô thì có đắc rất là nhiều, rất nhiều miếng đắc. Rồi cô nói có cái miếng đắc này con mà bán được con phụ thầy với hòa thượng xây chùa. Mà miếng đắc đó là cổ không có thích gì mấy. Đã miếng đất là cổ không thích thì miếng đất nó rẻ, hiểu không? Rồi cổ nguyện với Phổ Hiền Bồ Tát, tại vì phổ biến khắp pháp giới mà, hiền độ tặng chúng sanh à. Nên từ nơi đó mà cô nguyện với Phổ Hiền Bồ Tát cho con bán được miếng đất. Cuối cùng người ta lợi, người ta hỏi mua cái miếng đất mặt tiền của cổ thích. Mà cái miếng đất này thí dụ như cổ bán 1.000 thì miếng đất kia người ta trả tới 200.000. Suy nghĩ cỡ nào chưa? Số tiền nó nhiều cỡ nào chưa? Mà cô nói là tương lai cái miếng đất này sau này nghe, nó đến cái giá trị không tưởng tượng được. Tại vì nó nằm ngay mặt tiền quá đặc biệt. Cô nói Nam Mô Di Đà Phật cho con xin sám hối. Con còn dính mắc cõi ta bà dữ lắm, chưa buông xả được. Nó quý vị nhớ trong Phật pháp á, thì nhìn thấu nhiêu thì làm nhiêu. Chưa nhìn thấu thì đừng nên miễn cưỡng, đừng nên ép mình. Phật Bồ Tát cũng dạy mình làm Phật sự làm sao mà nó an lạc, nó vui, thấy không? Còn nếu như những đức mà lý giải cho quý vị nghe thì cái cơ hội mà tu duyên tu phước mà gặp độ nghe, người ta nói con người gặp được độ thì đừng nên bỏ độ. Tại vì sao? Con người có phước mới gặp được cái việc làm đúng phước, đúng phước. Con người có phước mới làm được đúng phước. Khi thiếu phước sẽ làm chỗ không có phước. Thật sự tùy duyên vậy thôi. Nhưng quý vị nhớ nè, có những người người ta dám bỏ một số tiền rất lớn, người ta xây một ngôi chùa. Nhưng khi xây ngôi chùa xong không ai đến. Và thượng mình nghe nói nãy đó, nghe rõ ràng đó, tính xây ngôi chùa ngoài trước cổng lại thì thôi, cuối cùng xây lên đầy kính. Bây giờ ngoài trước đâu có chỗ ở đâu, chặt cứng. Rồi dưới kia xây ngôi chùa trong vòng nửa năm phải cho xong. Bây giờ khai móng xây ngôi chùa này trong vòng 2 năm phải xong. Đúng không? Ngôi chùa này lớn nè. Còn thấy nhà to nó bị lại Quan Âm, sợ mưa gió kéo cái nhà tôn ra thêm gần bằng thêm một cái nhà tôn vậy nữa, xây bến làm bến á đó. Phía sau đó làm nhà vệ sinh để cho mình đi vệ sinh,
ghi lại Quan Âm Bồ Tát. Quý vị coi một vị đại lão hòa thượng, ngày lớn tuổi như vậy, ngày gì cái gì mà ngày cực dữ à. Ta nói thất thập cổ lai hy, con người sống tới 70 tuổi cũng là thọ mạng quá rồi, giờ 84 tuổi mà còn chưa chịu nghỉ ngơi. Trung bình quý vị làm việc cho nhà nước, phụ nữ là như 50 tuổi hả? 55 tuổi quý vị nghỉ ngơi. 55 tuổi là cái tuổi này là cái tuổi cố cụ, cái tuổi là làm việc giỏi đó, thấy không? Rất giỏi đó, nhưng mà đã nghỉ ngơi rồi đó, thấy không? Còn cái này 84 tuổi mà chưa nghỉ ngơi. Cho quý vị biết nè, chính những đức trong ngôi nhà Tam Bảo nè, 100% với quý vị nè, đa phần ai có làm cực cỡ nào thì lễ lọc hay Tết nhất vị vẫn được nghỉ. Những đức mà Tết và lễ là chúng trong chùa mình càng cực hơn, càng cực hơn. Mỗi lần mà những đức thấy vị nghỉ lễ 4-5 ngày là những đức mừng. Mừng là những đức cực. Cái này những đức thấy, quý vị thấy Phật pháp lạ chưa? Mừng là mình cực hơn nữa. Ngày thường thì cực ít ít, mà lễ và Tết thì càng cực nhiều, làm việc càng nhiều, mà lại rất là vui. Vui vì cuộc đời mình làm được những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Quý vị là ở đây, quý vị thấy những đức rõ ràng mà trong suốt 4-5 ngày bị nghỉ lễ là quý vị về đây tu những đức rất là mừng. Mà chuyện những đức sắp xếp thì càng cực nhiều thêm, càng cực nhiều thêm để làm. Còn Tết nhất thì chùa của mình thôi, Phật tử đến ào 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 ào, tối ngày nấu ăn, lo lắng, làm việc đó, thấy rõ ràng. Ở trong đạo không có nghỉ ngơi, mà cái nghỉ ngơi của người trong đạo là tâm an lạc. Tâm an lạc. Thật sự quý vị, quý vị tu tập đến cái một giai đoạn nào quý vị có được cái tâm vô cầu. Khi quý vị có một cái tâm vô cầu là chỉ có nghĩ lợi ích cho chúng sanh, chỉ có nghĩ lợi ích cho chúng sanh thôi. Còn vô cầu là còn phiền não dữ lắm. Vì mình còn cá nhân nên mình còn cái ngã, cái ta của mình lớn quá. Còn khi quý vị tương đối như là vô cầu, quý vị sẽ ít phiền não lắm. Cái mặt tương đối nhỏ lại. Tại vì sao? Cái ngã theo đó hạ xuống, hạ xuống. Nên từ nơi đó mà thí dụ như bây giờ mình có cơ hội tu phước tu duyên, gặp duyên, gặp duyên thiện, gặp duyên tốt, tuy là mình nghĩ cái này tương lai nó sẽ còn phát triển mạnh nữa, nhưng mà mình phải hiểu cái phước duyên từ trong mạng. Bao nhiêu cái miếng đất của mình nó nằm ngoại ô, nhưng lạ thay khi phước báo nó đến lúc, tự nhiên những miếng đất đó gần đó người ta lại mở sân bay, hoặc là người ta làm đường, hoặc là người ta mở ra những vị trí thành phố. Quý vị biết có những người, những miếng đất mà cha mẹ cho giống như là gì, khỉ ho cò gái như vậy, mà tự nhiên đùng cái nó trở thành điểm mặt tiền của thành thị, có không? Đó. Phước phận, phải tin phước phận, mà phước phận nhân rộng là ngay cái điểm đặt để của chúng ta. Thí dụ như cái miếng đất của mình đặt để đó, nó lên nó chỉ theo phước của mình mà lên, không lên bao nhiêu. Nhưng mà cái phước đồng tiền mình bỏ vào đúng ngôi Tam Bảo mà nhân rộng để nuôi con người niệm Phật làm Phật, thì nó nhân rộng từng đời từng kiếp lên. Quý vị biết chứ à, tại vì chính quý vị là người đặt để, không phải là người khác đặt để, mà quý vị đặt để. Cục gạch này là quý vị đặt xuống mảnh đất này. Xin thưa quý vị, cái ngôi chùa Đạo Tràng 4 này tí hòa thượng phát tâm xây, nhưng cái duyên phước những đức rất là lớn khi phát tâm thỉnh hòa thượng xây ngôi chùa. Không giỡn đâu, đây là mình không có tâm kiêu ngạo gì đâu quý vị, mà nói thật lòng với vị nghe. Ý những đức muốn giải thích cho vị nghe cái độ, cái chỗ đặt để đó là con người nhìn ra và còn trẻ nên hừng hực cái tâm, nên bây giờ những đức ấy, nhiệt liệt hết mình để cùng chúng ta với hòa thượng, vì chính mình là người phát tâm muốn làm điều đó. Mình phải hết lòng chứ. Chứ không lẽ giờ để cho hòa thượng 84 tuổi ông phải lo sao? Hòa thượng không bỏ những đức, mà những đức phải hết lòng mà lo, tặng đáy lòng để lương tâm của mình không có bị nặng nề
Vì mình đâu phải là phát lên tâm rồi đưa một chút rồi xong bỏ bê cho Hòa Thượng đại. Hòa Thượng biết mình nuôi mấy ngàn con người, Hòa Thượng không nói tới. Nhưng mà mình phải hiểu nguyên lý như thế nào để mình cùng chung tay với Hòa Thượng chứ. Đó. Nên quý vị biết những điều như Đức chia sẻ Phật Pháp để mọi người chúng ta đừng bao giờ cho rằng mình làm một việc lớn mà mình không nghĩ tới việc nhỏ. Quý vị tưởng đâu cái việc nhỏ là mấy thằng con trai nó không được vô chùa là việc nhỏ hả? Nếu như những Đức bận vậy, những Đức đi quan tâm mấy thằng nhỏ nó làm gì? Vậy mà những Đức cũng phải ngồi suy nghĩ làm sao, tìm cách gì cho mấy thằng trai nó được vô chùa. Đó. Quả phước từ đâu đến? Từ tâm mình mà đến. Quả hay phước là do tâm mình mà sanh. Nếu mình niệm niệm vì người, dù cái mặt mình có ác đi chăng nữa, nó cũng là thiện. Niệm niệm mà vì mình, dù cái mặt mình có thiện đi chăng nữa, nó cũng là ác. Đừng vội vàng nhìn người qua một cái lăng kính, chưa chắc đâu quý vị. Nghe chưa? Chưa chắc đâu. Nghe. Có một cô Phật tử cô nói, con rất là quý thầy, nhưng mà có một đoạn người ta cắt ghép á, con nghe thầy cười một người đó, con tự nhiên bây giờ con ghét thầy ghê. Những Đức nói ở đây chứ những Đức không cần một tin nhắn gì nhắn lại. Những Đức nói sao cô biết những Đức cười người đó? Nếu những Đức tu hành có tâm vãng sanh mà những Đức đi cười chê người tu thì những Đức không phải người tu hành vãng sanh. Tại vì cái gương mặt những Đức sanh ra cái đời này không biết cái nhăn gì mà mặt như đứa nó điểu một chút thôi. Có khi nó cười giống ngạo nghễ một chút thôi. Chứ tâm những Đức đâu có ý cười chê người ta. Cái quan trọng là ngay cái tâm đó những Đức muốn học tập là quả phước từ đâu đến nè. Từ tâm bạn đó. Nghe không? Bạn đừng nhìn qua gương mặt người khác. Có những khi tôi nói chuyện Phật Pháp tôi không phải như những vị giảng sư khác. Những vị giảng sư khác người ta giảng, người ta có một cái cách giảng của người ta mà người ta đã học ở trường lớp làm sao. Người ta giảng là người ta có mục tiêu nhìn và người ta chỉ từng góc độ. Còn tôi là không có học qua trường lớp nên tôi thích nhìn đâu, tôi nhìn, tôi giảng, tôi nhìn giáo giác như ăn trộm vậy đó. Cái tâm của tôi nghĩ cái gì nè. Có những người người ta đang coi tôi giảng, tôi muốn nhìn người ta để người ta thấy tôi. Tôi muốn nhìn đầu này, nhìn đầu kia, ý là tôi đang hướng đến họ. Thấy không? Tôi vậy đó. 100% luôn. Có nhiều người nói nhìn cái mặt thấy ghét, giáo giác. Thật sự tôi nói từ tâm tôi chân thật, cái gì muốn nói gì nói. Nhưng mà tôi như vậy đó. Tôi thấy tôi ngồi ngồi tuốt ngoài kia tôi cũng nhìn, vì tôi sợ người ta buồn khi ở ngoài đó không ai nhìn đến họ. Tôi nhìn họ đó à. Nếu như mà trong cái lúc giảng này mà mặt Như Đức to thêm chút, Như Đức đưa cái mặt Như Đức ra ngoài trước ngoài đó. Như cái tâm Như Đức còn nghĩ gì nên Như Đức mới đặt cái tivi tuốt ngoài trước đó. Cho người ta thấy đó, thấy chưa? Mọi chỗ nhỏ Như Đức đặt tivi hết trơn. Vì sợ người ta ngồi hiu hắt người ta buồn. Nghĩ cho người ta vậy đó nên tôi giảng pháp tôi nhìn đây, tôi nhìn đây là vì tôi thấy người ta đang nhìn tôi phải nhìn lại. 100% luôn. Nên quý vị đừng vội vàng xem xét người khác. Hãy nhìn hành động sống và làm của người ta. Thấy không? À. Nên từ nơi đó mà còn cái việc mà cá nhân mình để tìm đa dạng phương tiện trong cuộc sống này thì quý vị gán chịu. Thấy không? Nếu mà dùng phương tiện kiếm cuộc sống mà dùng đa dạng phương tiện bất chấp thì gán chịu đi. Thật sự quý vị nó không đơn giản như mình nghĩ đó đâu. Nó còn những gì mà Như Đức chia sẻ rồi quý vị hãy nhìn thời gian thì sẽ biết. Nó thí dụ như chúng ta có duyên một ngôi chùa gì trong quý vị cũng chưa biết được mình về sau, biết đâu mình cũng lỡ đây rồi sao. Đừng vội vàng phê phán một người tương lai bỏ cái nhăn cho mình ở đây nha. À, tại vì chùa thì nhiều chùa mà để có ngôi chùa phát tâm nuôi người già thì rất ít.
Mà thật sự có một tổ chức nuôi để sắp xếp ra rất hiếm. Rất hiếm. Quý vị à, quả đất này nó tròn lắm quý vị. Chúng ta đang sống trong một cái quả đất tròn như một cái trứng vậy đó. Quả đất đó là như cái chúng ta ở trong cái trứng vậy đó. Thì nó cứ quay thôi quý vị. Dù nó quay chậm, rất chậm nhưng nó sẽ quay thôi. Đó. Chuyển động càng khôn nó phải quay thôi. Rồi nó quay từ từ chúng ta cũng sẽ gặp nhau như thế nào. Đúng không? Đó. Và con người chúng ta sẽ đi đến tuổi già. Mọi người chúng ta cũng chưa biết được tuổi già mình sẽ như thế nào. Đúng không? Bây giờ rất là nhiều người lớn tuổi, người già ngồi đây. Quý vị thấy ngày xưa còn trẻ quý vị, chưa bao giờ quý vị suy nghĩ rằng tuổi già tôi lại gặp những sự cố như vậy. Chúng ta đang đương thời, chúng ta đâu có biết được ngày mai quý vị. Nên con người chúng ta phải trồng cái nhân lúc khi còn trẻ cho tốt. Nhớ nghe, hết sức cẩn thận. Quý vị Phật tử đừng nên dội vàng qua những cái việc mà con người bây giờ cắt ghép từng chút đó. Tại sao quý vị không nghe hết một bài pháp đi? Tại sao quý vị lại dội vàng như vậy? Có những cái quý vị nhớ, lúa chúng ta trồng mà còn phải dành thời gian 3 tháng chăm bón chúng ta thu hoạch mới còn có thể có năng sức. Còn sầu riêng trồng thời gian lâu thì ăn lâu. Tại sao quý vị lại dội vàng có thể nghe vài ba câu quyết định cho cuộc đời của mình như vậy? Đúng không? Chúng ta viết văn mà còn có mở bài thắng bài và kết luận. Tại sao quý vị dội vàng kết luận bằng một cách mà vô điều kiện như vậy? Phải nhận thức sâu sắc. Đó, nên những đức muốn nói lên để cho tất cả Phật tử khắp nơi nghe rằng đừng nên dễ tin những cái việc cắt ghép bằng một cách tùy tiện như vậy. Quá tùy tiện. Đó. Nên những đức nói rằng thật sự mà nói, biết rằng là xã hội có cái quyền tự do, nhưng tự do nhưng không thoát khỏi nhân quả. Tự do nhưng không thoát khỏi nhân quả. Đó. Nên á, một con người có thể không hiểu gì về nhân quả, không biết gì là lịch sử của Phật Pháp như thế nào, thì quý vị mới dám phát tâm để làm ảnh hưởng Phật Pháp. Gan cùng mình. Gan cùng mình. Đúng không? Đó. Nên quý vị cứ yên tâm đi. Mỗi một con người tạo nhân gặt quả, cư sĩ hay tu đạo gì cũng vậy. Quý vị hãy lo gầy dựng chính mình đi. Đó. Quý vị coi á, nội mà thời tiết nóng bức đây mà chúng ta mỗi người còn phải cầm một cây quạt quạt cho mình. Chứ không lẽ thời tiết nóng quý vị cầm quạt đi quạt cho người ta. Ý muốn nói câu gì? Mỗi người tự mà tu phước duyên cho mình đi. Thấy không? Có khi cái nhà của mình á, những đức cũng đâu nói cái nhà những đức ngon gì đâu. Nhưng mà quý vị có thấy cái nhà những đức coi được không? Nhà đông gì mà không có ngày nào quýnh lộn hết là cũng được lắm rồi. Còn mình á, có thể ngồi đi phê phán nhà người ta người này người kia, nhưng mà coi chừng nhà mình có một hai người mà lộn xộn đó. Hãy xem lại nhà của mình đó. Không? Cẩn thận quý vị à. Ai trong cuộc đời này cũng sợ bị phiền phức. Nhưng cái nói đừng có hỗn ẩu bậy bạ thôi. Phật Pháp nó có lý luận mà quý vị. Có khi mình cũng giúp cho người ta được tỉnh ngộ một chút. Nếu gác tai mà chưa hiểu được thì nên gác chân. Đúng không? Nếu mà gác chân mình mà còn chưa hiểu được thì nhờ vợ con mình gác lên phụ. Tại mình nặng quá. Mình nói với vợ con mình nói: em ơi, con ơi, vì gia đình mà anh tạo tội nghiệp,
nghe những bài giảng này anh gác chân lên trán mà hiểu chưa ra, mong em với con gác chân lên trán phụ anh vì cùng ăn cùng chịu. Thấy không? Nhớ nghe quý vị, cẩn thận đó. Nên Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, chúng ta lấy nhân quả làm Phật, chắc chắn nhất luôn. Những đức không có kêu vị lao theo những đức, mà những đức kêu vị là lấy nhân quả làm Phật đi. Chúng ta là đang ngồi đây, mỗi người chúng ta đều là đang tu duyên tu phước đó. Mình đang tu duyên tu phước không à, chứ những đức đâu phải nói là quý vị tu với những đức, mà những đức cũng đang tu duyên tu phước. Bản thân những đức còn đi xuống nhà bếp nấu từng buổi ăn, xào từng chảo rau cho vị ăn mà. Những đức cũng đi tu duyên tu phước mà quý vị. Nên những đức kêu quý vị lấy nhân quả làm Phật đi. Câu này rất đúng mà quý vị cũng ít nghe câu này đúng không? Câu này phát sinh tự nhiên nè. Hãy lấy nhân quả làm Phật đi. Khi những đức qua đây giảng, những đức quay qua chắp tay trước Phật Bồ Tát. Nguyện Phật Bồ Tát một điều nguyện đó là gì? Gia hộ cho con giảng đúng lời Phật Bồ Tát dạy. Đúng không? Thời gian của chúng ta biết nhau tính ra có những người biết Nhân Đức mười mấy năm, có những người biết Nhân Đức mười năm, mười năm, mười mấy năm đó chúng ta đều có thời gian để suy nghĩ một con người. À, nếu như thời gian mười mấy năm biết nhau và lấy cái thời gian một hai năm để so sánh thì quý vị quá dội dàng, cực kỳ dội dàng. Đạo Phật đòi hỏi bạn phải có sự lâu dài. Bạn phải lâu dài. Lấy sự kiên định làm chính. Tu tịnh độ này cũng vậy. Bạn phải niệm Phật và phải lâu dài. Bạn phải gầy dựng một phương pháp tu cho nó thật lâu dài thì bạn mới thành công được. Đó. Nên từ nơi đó mà nhờ câu Phật hiệu này mình nhớ Phật niệm Phật mà tâm của mình thiện. Vì mình đang niệm Phật mà sao tâm mình nghĩ đi hại người ta được. Quý vị bỏ câu Phật hiệu là đi hại người đó. À, bỏ câu Phật hiệu là hại người nghe quý vị. Nên mình nhớ Phật niệm Phật quý vị sẽ phát thiện đó. Quý vị muốn trộm cắp của người ta mà quý vị niệm Phật quý vị sẽ không muốn trộm cắp của người ta. À, nên bữa nay Chủ nhật, những người nào mà thấy còn có mấy ngày nữa tới lễ mà mình ở lại chùa tu tập được thì mình cứ ở. Một là đạo tràng ba, hai là ở đây. Cứ ở đi, còn mấy ngày nữa tới lễ rồi. Nên tối mùng 7 những đức giảng bên đạo tràng 3. Tại vì sao tối mùng 7 là ngày thứ 3 hả? Tối mùng 7 đó. Sáng mùng 8 là chương trình rồi, thấy không? Nhưng mà vật đản thì chắc là không có đông như lễ Diêu Ngâm rồi đâu. Tại vì đa phần các chùa ta đều tổ chức tắm Phật đồ này kia. Ừ, là nhiều. Chứ lễ với Quan Âm thì ít những chùa người ta tổ chức. À, nhưng mà chùa mình tổ chức á, thì những đức nghĩ thì chắc cũng đông. Chứ không có mấy ít đâu. Thì mỗi người chúng ta, những người trưởng đoàn đồ hay những Phật tử đồ, rủ ai đi được thì rủ đi. Biết đâu một lần mình rủ người ta đi đến một ngôi chùa tu tập nghe Pháp, biết đâu một lần đó mà người ta có cơ hội để chuyển hóa được rồi sao quý vị? À, có những cái thắc mắc ở trong tâm người ta mà người ta không gỡ ra được, mà biết đâu ta đi đến chùa mình lần mà người ta gỡ được thì sao? Cái này là rất là quan trọng. Nên quý vị nhớ là mỗi một người mình mà nghe Pháp mà giữ được cái tâm an lạc, giữ cái tâm nhớ Phật niệm Phật, 100% quý vị tất cả cái gắt rối gì nó cũng cởi mở hết. Gắt rối gì cũng cởi mở được hết. Cái tâm mình không cởi mở được là gì? Nó co thắt nằm bên trong đó. Nó co thắt nằm bên trong. Quý vị nhớ, chúng ta học Phật vui là mục tiêu, nhưng không phải chúng ta bê tha đối với những lời dạy trong Phật Pháp. Vì bị bê tha bị không làm, quý vị không hành, quý vị không làm thì làm sao quý vị phát được niềm vui của cái nội tâm an lạc? Mình muốn có được cái sự an lạc rộng lớn thì mình phải hành trì.
Mình phải hành trì và mình nghe Phật Pháp, mình xem xét lại. Phật Pháp nó đưa ra như một cái kính thiệt lớn cho mình soi, để mình nhìn. Khi mình nghe rồi, mình coi có mình phạm chỗ nào và dính chỗ nào. Chứ đừng bao giờ mà khi mình nghe, mình tưởng người ta nói mình. Vì cái lượng người coi rất là đông. Mình đừng bao giờ mình nghĩ người ta nói mình. Mà khi mình nghe, mình thấy mình phạm chỗ đó, chạm tới tâm mình, thì mình bình tĩnh, mình suy nghĩ lại. Suy nghĩ rằng mình đã phạm rồi, nên câu này nói chúng ngay mình. Bản thân mình phải sửa. Bản thân mình phải sửa. Mình học Phật là học sửa đổi lỗi lầm mà quý vị. Không lẽ bây giờ mình muốn chữ lỗi lầm, mình muốn giữ lỗi lầm, đúng không? Mình đâu phải học Phật là để mình giữ lỗi lầm lại đâu. Dù quý vị là trưởng đoàn đi chăng nữa, nhưng quý vị đừng bao giờ cho rằng mình có công cán gì lớn. Chạm đến tâm mình là bản thân mình tự ái. Bậy quá. Học Phật lâu đâu phải là con người như vậy. Cỡ bản thân những đức hướng dẫn bao nhiêu con người mà người ta còn chữ thằng này con nọ kìa. Chứ bị biết. Nhưng mà những đức xin thưa quý vị rằng, nếu như một con người văn minh và sống có trí thức thì không ai dùng văn tự đó đối với người xuất gia đâu quý vị. Thật sự quý vị luôn. Những cái trang như vậy mà quý vị bước vào coi vào căn nhà đó, thì những đức cũng nghĩ quý vị cũng là một cái dạng người như thế nào để xuất hiện trong những căn nhà đó. Tại vì sao? Một con người như những đức nè, thiếu học như những đức, nên có những người ta nói những đức này kia. Hòa thượng nói, ông đâu có đi trường Phật học, ông đâu có hiểu nhiều. Tôi là người viết sách rủ người niệm Phật, còn ông làm sao cho người ta được gì chùa niệm Phật là được rồi. Đúng không? Đó. Nên những người mà có trí thức mà đi bắt bẻ những đức, thì những đức sẽ rửa tay lắng nghe. Tại vì sao? Vì mình cần phải bổ túc lại. Vì thời gian ngày xưa mình chưa được bổ túc. Đúng không? Đó. Nhưng mà quý vị, để gọi là mang tâm trách cứ, thì những đức xin hỏi quý vị, không lẽ trình độ quý vị thấp hơn những đức sao? Tại vì trong khoảng thời gian của những đức đi vào trong chùa học Phật, nói là học Phật, nhưng thật sự những đức đã phát tâm nuôi người già rồi. Đúng không? Có khi chính quý vị bỏ ra thời gian đi học mười mấy năm mà cha mẹ quý vị còn chưa nuôi mà. Còn những đức ngoài đời, cha mẹ những đức mất sớm. Những đức là kẻ lãng tử, nên khi những đức bước vào chùa, những đức lại nuôi cha mẹ người ta. Hiểu không? Từ nơi đó mà bản thân của những đức, nếu nói về sở học, những đức chưa được học nhiều. Quý vị nói, ủa ông chưa học nhiều, vì sao ông đi giảng pháp? Vậy mà tôi nói người ta nghe thì tôi phải nói chứ. Đúng không quý vị? Có những người họ vô bình luận, họ nói những đức, ôi, ông nói tào lao quá, ông nghĩ nói đi. Những đức mắc cười ghê. Những đức nói tào lao mà có nhiều người nghe, còn mình nói không ai nghe. Quý vị nghĩ đi, đúng không? Quý vị hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại, cho đừng vội vàng, không thích rồi cho câu nào nó cũng không được tốt. Con người ngồi đây cũng nhiều người trí thức lắm á. Nhiều người người ta cũng từ đại học ra trường không đó, chứ không phải đơn giản đâu. Nếu như người ta không xem xét sâu sắc thì bản thân người ta cũng không bỏ công ngày chủ nhật thứ bảy làm cái gì. Nghe không? Nên từ nơi đó mà cái góc độ mình nó phải đặc biệt kìa. Có khi bản thân của mình nó bị cái cơm áo gạo tiền nó làm cho trí tuệ mình bị lu mờ. Vì cái sự kiếm tiền cực khổ quá, chúng ta tối tâm trong vật chất, nên bản thân mình không có góc độ nhìn nhận. Không? Nên giảm bớt thời gian lại để bình tĩnh lại một chút đi. Quý vị hỏi những đức, ông nên cố gắng bình tĩnh. Những đức nói, tôi rất bình tĩnh nên tôi nuôi được 2.000 người. Đúng không? Tôi không bình tĩnh thì sao á, mà tôi có thể đứng á, để khi hòa thượng xây chùa, tôi không có hỏi hòa thượng là tôi quay công đoạn đó. Nếu tôi hỏi hòa thượng thì người có người nói rằng ông này có hỏi hòa thượng rất là sạch sẽ vì cái chuyện xây chùa,
không cần kêu gọi ai tin vào Phật Bồ Tát. Còn tôi không được sạch sẽ gì mấy, nên tôi tự đi quay, tôi tự nêu lên để kêu gọi được không? Nên từ nơi đó chỉ cần lợi ích cho chúng sanh thôi. Cuộc đời con người lay quay chúng ta cũng sẽ chết thôi. Cái thân này cuối cùng nó thật sự hiện tại còn sống mà còn hôi nách mà. Thấy không? Xin thưa quý vị, hồi xưa những đức ở ngoài đời hôi nách lắm, vì ăn nhậu bê tha. Nhưng xin thưa quý vị, những đức chưa đến nỗi đụng vào công chúng và đụng vào tôn giáo. Những đức chỉ cá nhân ăn nhậu bê tha, vậy mà đã là hôi nách rồi đó. Vậy mà đi vô chùa tu mười mấy năm nay cũng không thấy được cái gì mà thấy hết hôi nách. Suy nghĩ đi nghe. Tại chi mà mười mấy năm nay mà tôi tu mà tệ quá thì tôi càng hôi nách thêm, mà có chừng nó hôi chỗ khác nữa đó, hiểu không? Nên quý vị cẩn thận. Còn mang cái thân này mà nó còn hôi gì thì mấy mươi năm sau nó chết, qua thời gian mười mấy hai mươi tiếng thì nó thúi cỡ nào. Đã là nó đi đến thúi như vậy, tại sao bây giờ không dùng cái thân này để làm một chút xíu việc tốt đi. Quý vị cứ nghĩ rằng là người ta khi chửi quý vị là người ta đang chửi cục phân á. Mà một con người thông minh mà đi chửi cục phân thì quý vị nghĩ gì sao? Nếu như quý vị đạt trình độ là cục phân thì tâm tức khắc của quý vị sẽ không còn nghĩ đến lời đó nữa. Thấy không? Đó. Tại vì sao? 100% vị những đức đã từng thấy người chết và thúi. Thúi hơn cục phân. Vì nhớ nè, cục phân nó chỉ từ thức ăn qua thời gian của một ngày. Và một ngày đó chua và hôi. Nên thúi không đến nỗi như cái thân mấy chục năm mà tạo bao nhiêu chằn câu nghiệp chứ. Còn khi cái thân này trong đó bao nhiêu loài vi khuẩn ở trong đó nằm trong đó. Khi chúng ta trải qua thời gian mười mấy hai mươi tiếng sau thì tức khắc bên trong nó thúi rửa ra hết. Và sức hôi thúi của thay ma sình còn hơn cục phân. Như vậy mà chúng ta vì cái mặt thay ma sình này mà chúng ta không cố gắng để mà sống có ý nghĩa, mà chạy theo vật chất để trở thành tương lai một cục phân hôi thúi. Nên bình tĩnh suy nghĩ lại quý vị. Nên làm gì một chút đi, nên sống có ý nghĩa gì một chút đi. Đừng nên phí phạm uổng cuộc đời. Đừng nên vì một gia đình nho nhỏ mà bất chấp mọi cách kiếm tiền. Kiếm tiền thì ai cũng cùng xài, nhưng đừng nên tùy tiện để bản thân mình chịu quả báo một mình. Bài pháp này nặng căng lắm đó quý vị, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nhiều người nói thầy nói công nhận nghe đã tay ghê. Trong chùa có một cô ô tên cô Nhẵn, đang ở trong chùa chăm bệnh. Cô nói: con ước gì mà cứ tuần nào thầy cũng chửi một bữa, vì thầy chửi rất là hay, nghe đã lắm, chứ không phải như ngoài đời mà chửi khơ. Nó moi cả thẳng tim gan ra. Nên quý vị khi nghe cái bài chia sẻ pháp này nên phát tâm tu hành, xuyên tu thêm chút nữa, thấy không? Còn những lời mà trái tay gai mắt thì loại nó ra ngoài. Giải thích cho vị nghe đó. Cách giải thích cho vị nghe cái gì? Đúng quý vị. Thế nếu như bực bội đâu có góc độ nói gì, thấy không? Đó. Cười thì mỗi người có đồng tiền hay miệng rộng miệng nhỏ gì thì theo cái duyên đó mà cười. Chứ bắt buộc cười giống miệng của mình sao được.
Có cái miệng ai cười giống nhau được không quý vị? Răng còn không giống nhau được không à? Hiểu không? Nên từ nơi đó mà muốn giống hệt với nhau thì chúng ta về thế giới cực lạc đi. Về thế giới cực lạc. Nên gửi lời đến với tất cả Phật tử khắp nơi nơi, cố gắng kiên cố cái tâm. Trong những cái thời cuộc này phải càng ở nhà dụng công tu nhiều. Thấy không? Niệm Phật cho nhiều thêm, nghĩ những điều thiện nhiều thêm. Vậy thì quý vị quá đặc biệt rồi, đúng không? Rất là đặc biệt. Nếu như mà trong thời điểm này mà bị lao theo đi, đi lao theo chằn cảnh, nghe coi chuyện bị tiêu á. À, rồi bị bư trên mạng là coi chuyện bị dính đó. Tại vì sao nó dễ đầy quá. Nhưng mà cái gì cũng nó có thời gian à. Thời gian rất là ngắn, như hoa nở vội tàn. Những đức nghĩ cái gì nó cũng hay. Nó đem của những đức đưa vào mặt trái. Đến khi mặt trái nó sụp đổ xuống thì những đức lại hướng đến mặt phải liền. Nghe không? Tại cái gốc những đức nó rất quan trọng là ngay chỗ này. Vì cái gốc những đức luôn luôn là chú trọng người già và con người. Nuôi người già. Nên mình có nguồn gốc rất là rõ ràng quý vị. Đó nên á, với mình đâu có một gia đình cá nhân. Cũng như những đức với hòa thượng đi tu đâu có vợ con gì đâu quý vị. Đã không có vợ con gì thì cái chuyện anh em và người thân bạn bè thì chuyện này bình thường quá. Tại vì họ với tất cả chúng sanh là giống hệt nhau thôi. Chỉ có cái sự ái nhiễm nặng nề nhất là vợ con và chồng con của mình thôi. Nghe không? Nên á, duyên đưa đẩy những đức với hòa thượng gặp nhau. Nên hai thầy trò cũng cùng chí hướng mà gọi là làm những việc gì ý nghĩa trong cuộc đời này. Cái đặc biệt nhất là con người tu của mình chỉ cầu được sự an lạc. Thường ngày có nụ cười nhiều. Vì thấy hồi sáng ăn cơm xong ở dưới đó những đứa cũng chọc vì cười hết chút rồi còn gì. Chọc vì cười chút rồi còn gì nữa quý vị thấy không? Hôm qua lớp tạo làm con cũng cười. Thứ bảy cũng cười. Nó... Chủ nhật bữa nay ít cười nè. Bữa nay ít cười nhưng mà lại lắng động nè quý vị. Đúng không? Đó. Nên mấy cái bà mà la la này có ngày. Thấy không? Có những khi lắng động thì bình tĩnh một chút. Còn có những lúc hô hà thì hô hà. Bà lúc nào bà cũng la ấm sụp. Kệ tội nghiệp nhưng mà phải nhắc nhở đúng không? Nó nên có những lúc mình phải lắng nghe. Để cái chuyện gì cái quan trọng vì vậy đó mình mới sâu sắc. Chứ có những cái mà người ta đang lắng nghe mà mình la hoài người ta cũng thấy bực bội. Thấy không? Đó. Nên á, nhớ những cái người mà có duyên biết dù mình cố gắng giữ cái duyên đó. Còn khi mình phát tâm đến là mình tự đến. Khi thí dụ như mình thấy mình không thích, mình không đến đừng có bị trở ngại gì hết á. Im im đi, những đứa cũng không có suy nghĩ tới đâu. Dần thời gian cái mình thấy cần đến nữa thì mình đến. Không sao đâu. Nha. Đừng có mà khi không đến rồi là tự nhiên đưa lên một cái gì đó trở ngại mình nghe. Còn những đứa không sao đâu. Tại vì sao? Yên tâm đi. Chùa mình về càng về sau càng không có chỗ ngồi. Những đứa tự tin lắm. Tự tin nhất là cái gì biết không? Tự tin nhất là dám bỏ ra cho chúng sanh. Đó là cái mà người ta sẽ nhất định đi một vòng cuối cùng cũng quay lại. Quay lại càng tốt hơn. Lâu lâu con người ta cũng thích đi du lịch mà. Đi du lịch vòng rồi thấy cuối cùng mệt quá. Vừa tốn tiền, tốn công, tốn của, tốn sức. Mà có khi còn bị chạy tay chạy chân. Quý vị đi đến chùa mình, nếu quý vị mà đi đến đây chăng thật á, 10 năm quý vị xem có cái, không có cái chuyện gì xảy ra đâu.
Nhưng nếu quý vị bận cái gì mà ở nhà phải cố gắng nghe pháp niệm Phật. Còn nếu không mà buông ra coi chừng có bệnh đó. À, không phải chuyện giỡn, bệnh là bệnh gì phải không? Bệnh nghiệp đến á. À, tại vì sao? Vì cỡ nào mỗi tuần cũng nhắc mình. Rồi khi mình ngồi trong cái hội chúng đó, nó nhắc mình là bản thân mình phải chánh. Bản thân mình không dám quá đáng. Ví dụ như mấy cái bà mà chồng bỏ chồng chê, mấy bà đi đến đây thì cỡ nào mấy bà cũng không dám quá đáng. Nhưng khi mấy bà lặng luôn là mấy bà sẽ quá đáng đó. Cho mấy bà biết đó. Ừ. Nên có nhiều cô mà chồng bỏ chồng chê mà đi đến đây 4-5 năm nay, dù có mèo mã gà đồng gì nhưng mà cũng trốn, không dám mạnh mẽ quá. Nhưng khi mà không đi đến đây luôn coi chừng đó. Ừ. Tại vì đâu cần ai biết nữa đâu. Nên nó khiến cho mình phải lao theo luôn, lao theo cái nghiệp luôn, cẩn thận. Cho nên dù cỡ nào đi về đây cũng nhắc nhở mình, từng nào mỗi ngày đều nhắc mình phải tu giải thoát. Ở cái cõi này còn ở là còn khổ, chỉ có về cực lạc mới hết khổ. Hiểu không? Đó. Quý vị ơi, nuôi bao nhiêu người già cái hộ niệm gần chết á. Thấy cái cảnh mà gần chết màn gì nè quý vị. Tự nhiên mình nhớ đến cái lúc mà mình đấu đá hơn thua quý vị. Mình nói ủa, cả đời mình đấu đá hơn thua để mà giành cái ngày này sao ta? Kết luận cuộc đời mình là ngày này á hả? Mà 10 người nó hết 8-9 người rồi. Đa phần là 8-9 người ta là, trong 10 người là hết 8-9 người ta rồi. Là khi gần chết là kêu gào, bắn loạn, rồi tối tăm, không biết gì, rồi nằm im cứ gì nè. Một 100% luôn quý vị. Đây gọi là đơ quý vị, nó đơ luôn hoàn toàn luôn. Bây giờ quý vị bình tĩnh ngồi suy nghĩ. Chạy đông chạy tây, hơn thua đấu đá tranh giành từng lời nói. Nói đến mình một chút là sằn sộ với người. Cuối cùng chúng ta tích lũy ra là ngày kết luận của cuộc đời mình cho mình một cái đáp án này sao quý vị? Kinh chưa? Đây là nuôi người già mà quý vị. Giết rồi tự nhiên bản thân mình nó hiền lại luôn. Trên những đức là quý vị biết, thanh niên ngoài đời hung dữ lắm quý vị. Chàng ở trên thành phố mà nói với quý vị biết, nếu mà nó không có trình độ gì hết mà đi kiếm ăn đâu đơn giản đâu anh Viễn. Chợ búa kiếm ăn không dễ đâu. Nói rõ ra là tưởng đâu mình mạnh mới ăn được chứ. Mạnh đạp nhau mà sống. Vì mà sống ở thành thị vì sẽ biết liền. Đạp nhau mà sống, tranh giành nhau mà sống. Mình hùm hổ thì nó tránh mình chút. Mình hiền quá nó lắng lướt mình. Cái chỗ bán đồ của mình hiền quá nó lướt mình, nó chảy trước mặt đồ mình bán luôn. Cái phước chừng nào mà đến thì mình đến. Đó là do mình học Phật mình hiểu. Còn trước mắt là mình bị thiệt thòi. Xung quanh người ta đều nói mình ngu. Bản thân mình phải phát động lên rằng tao ngu, đến lúc tao phải chơi nè, thấy chưa? Nên xã hội nó khiến mình phải giữ lên. Nhưng đức là sống thành phố mười mấy năm mà gần chợ đồ không mà. Nhìn thấy rõ ràng cả cái chỗ làm cũng vậy luôn. Mới vô bị người ăn hiếp, sau này mình ăn hiếp người. Tại vì sao? Đến lúc rồi, bản thân mình nó có lông cánh rồi mình bay chứ. Ai dám đụng tới mình? Mình không ăn hiếp người ta tới đố ai dám đụng mình. Hung dữ lắm quý vị. Nhà đức trong nhà vệ sinh nào đó chưa tu. Thằng nhỏ dưới quê nó tính ra nó nhỏ mình đâu 10 tuổi. Gõ cửa. Im gu không nói chứ. Mở cửa ra quýnh nhỏ quá trời luôn. Bạch. Nhỏ khóc hu hu. Tội nghiệp ghê. Thấy chưa? Giống như là nó cái tâm nó săn hẳn, máu săn hẳn gì. Ghê thiệt. Bởi vì nhà đức nó Phật pháp công nhận hay ghê. Phật pháp rất là hay. Cho quý vị biết chứ, như ngoài đời mà kiểu mà
nói mình mà lạng quạng mình đi tìm tới chỗ quý vị. Dù là tao phạm mà đụng tao là tao tìm mày tới chỗ. Nó ghê lắm quý vị. Mày đờ á, không đơn giản như mình nghĩ đâu. Nó nhân quả gì mình không biết, đâu biết. Nhưng bởi vì nếu mà không có Phật Pháp thì loài người chúng ta làm sao dạy đó quý vị? Làm sao dạy đây? Nên những đứa có nói rằng lấy nhân quả làm Phật là đúng rồi. Nếu như con người mà hoàn toàn tin vào nhân quả là nhân với bạn, bạn đã gieo gì thì quả chịu nấy. Bạn lấy nhân quả làm Phật, bạn sẽ hiền. Tại vì sao? Vì người ta gieo nhân làm sao nhất định 100% quả báo phải đến. Đó. Tự nhiên rồi mình nghe đạo trong nhà Phật viết, từ từ người mình hiền lại quý vị. Và hồi xưa nhà Đức dặn dai lắm quý vị. Nhà Đức với ông chú, hai ông hồi xưa mới dưới quê lên thăng ghê, hai chú cháu quá trời thăng. Vậy mà quý vị biết rằng là sau này tự nhiên hai chú cháu mít lòng cái gì. Nhà Đức nói với ông một câu: tôi với chú mọi người mỗi làm việc đi, đừng nói chuyện nhau nữa. Nếu bây giờ cùng họ mà quýt lộn nhau mà cỡ lắm. Kế bên đây cũng có ông chú ruột ở thành phố, giờ tôi với chú dưới quê lên mà quýt lộn nhau ta cười chết. Đừng nói chuyện nhau nữa là tốt nhất. Ông nói vậy thôi mày, khỏi nói chuyện. Ừ. Rồi hai chú cháu nấu ăn, Nhân Đức làm chính, ông phụ Nhân Đức. Ông vô sao, ông phụ. Nhân Đức kêu ông làm, ông cứ làm đi. Khi xong chuyện rồi, đường ai nấy đi, đừng nên nói keo câu gì. Suốt 3 năm không nói một câu. 3 năm đứng kế bên luôn. À, khi nhậu nhẹt rồi thì mình nhậu có mình thì ông có ổng, mà có ổng có mình. Không có ngồi chung suốt 3 năm. Khi mình chuẩn bị đi tu thì lúc đó những Đức qua bên ổng tìm ổng. Lúc đó những Đức nói gì? Mình không đi tìm ổng lẽ đợi ổng tìm mình sao? Mình sai rồi. Lúc đó những Đức qua gặp ổng, ổng chánh chánh ổng, những Đức nói: thôi nay chú cháu ngồi nhậu một bữa chứ. À, còn 2 ngày nữa tôi đi rồi. Ông hỏi mày đi đâu? Nói tôi đi tu. Ừ. Ông cũng sửng sốt, ngoài đời mà nói đi tu để xúc động lắm quý vị ơi. Nói đi tu là giống như là mày đi tù đi chết gì vậy. Xúc động lắm quý vị. Tự nhiên bình định ghê. Nói thôi chú ngồi xuống đi, tôi chú mấy năm nay không nói chuyện. Dù cỡ nào cũng cùng họ chú cháu mà. Tôi sai rồi. Tôi làm cháu mà tôi không có nhịn ông, tôi sát. Nay tôi nói chuyện với ông mà để tôi đi. Tôi đi này tôi không có về nữa đâu. Nếu nó nói ông vậy đó, mà mình đã xác định bị đi là không có về nữa mà. Xưa đi tu là nghĩ là không có về nữa đâu. Không có về, về để làm gì? Cái lý do gì để về? Ngày xưa ngoài đời đi về còn ăn nhậu đồ chơi, về về quê làm gì? Nghĩ là đi tu là không có về nhà nữa. Nên qua gặp ông nói chuyện với ông, hai chú cháu làm hết lít rưỡi rượu trắng. Lít rưỡi là thằng ba sĩ. Hai chú cháu thằng ba sĩ. À, sáu đúng rồi, lít rưỡi là sáu sĩ đó mấy cô. Thằng ba sĩ thêm một sĩ nó là lít, thêm hai sĩ nó là thằng lít. À, rồi ông luộc con gà. Những Đức nói tôi cũng nghĩ ăn thịt gà luôn rồi. Ông luộc ông ăn đi, ông chỉ cần kiếm cho tôi một trái xài với miếng muối là tôi vớt với ông luôn. Thì, hai chú cháu người làm ba sĩ thì xong mà cũng hơi quất quất cần câu một chút. Rồi xong mà cầm đũa đồ hát sụp. Hỏi ông này ở đây ông còn cái lo nào bắt nhạc được không? Những Đức thì phải nhảy. Khi nhậu vô là nhảy nhạc dữ lắm. Hứng lắm, hứng nhảy nhạc dữ lắm. Nên mấy bà mà lâu lâu mà cho mấy bà nhảy tôi cũng hứng lắm á. Mà tôi kiềm chế được vậy là không đơn giản đâu á nghe. À, tôi ngồi im gu luôn à, tôi biết thăng phận á. À, mà tôi lại thích cho người ta chơi vui. Tôi thích vậy đó. Người tôi lại thích như vậy đó. À, chứ không phải là mình không chơi, không cho người ta chơi. Ok, mình có thăng phận của mình. Ngồi im vậy đó. À, ngồi thấy người ta chơi vui, mình vui ké. Vậy thôi không? À, rồi chơi với ổng xong hết trơn. Cái lúc đó chút cái ổng ôm mình cũng khóc. À, cái hạng nhất mà tới nó thương thương nhất. Xong rồi nói chuyện xong chút rồi mà chạy xe về. Chạy từ bên Vĩnh Trường chạy về bên đây cũng xa chứ, lạng lách. Chạy quẹo tới quẹo luôn. Về giữa đường ghé thăm thằng bạn giữa xe. Làm thêm thằng nửa lít nữa.
Tại vì mình nói là quyết định là mình đi tu rồi, từ hôm nay không có nhậu nữa, nên mình chơi tới luôn. Xong làm nửa lít nữa, ông nó kêu thôi ngủ dắt đi hả gì. Nó không, tao phải về. Cái bệnh tao nhậu nhậu chứ phải về. Nhậu về cái về tới kinh sáng, cái gặp thêm bạn nữa, làm thêm thằng sĩ nữa. Cái từng chậm quý vị. Xong cái về tới nhà, về tới nhà cái mấy thằng em bên Thùng Phước một nó qua. Giờ anh em qua sao kéo về kết bia Sài Gòn đỏ. Làm nữa. Nó, nghĩa là làm tới mà quý vị. Nó, thì quý vị biết là lúc đó là cái tay gì là gãy là cũng băng rồi đó, mà cũng còn chơi vậy đó. Nó vậy đó. Nhưng mà khi mà vô chùa rồi là tới bây giờ luôn. Tới bây giờ luôn. Xuống tính ra gần 15 năm. 15 năm. Đi luôn tới giờ. Không có về. Thì vì thấy rõ ràng có nhiều lần mà ở chùa mình đi về quê mà Nhân Đức đâu có về đâu. Nhân Đức nói một câu gì nè, Nhân Đức mà về Nhân Đức nói ai nữa? Thà Nhân Đức cho người ta về mà Nhân Đức không về. Mình không về, mình có quyền không cho người ta về. Nên đặt cái vấn đề hy sinh mà làm được đó quý vị. Đặt vấn đề hy sinh mới làm được. Nếu mà còn cá nhân bản thân mình không làm được. Thì quý vị biết rằng là vô đạo nên Nhân Đức nhận thức sâu sắc. Lấy đời để mà nhập đạo. Để nhận thức. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là dù ngày xưa Nhân Đức ngoài đời hư, nhưng mà về cái loại mà để mà gọi là chấm thọt thì Nhân Đức không chơi. Việc này Nhân Đức không có làm. Chắc chắn quý vị luôn. Chỉ có ăn nhậu thôi. Chơi theo kiểu cách cá nhân thôi quý vị. Chứ không có làm tổn thương nhiều người khác. Nghe không? Nhân Đức mong quý vị có tạo nghiệp thì thôi tạo nghiệp cá nhân đi. Để quay đầu cho nó dễ một chút. Nghe không? Chứ tạo nghiệp mà cậu công chúng ghê lắm quý vị. Hết sức là cẩn thận. Nên Nhân Đức mong quý Phật tử đi đến nơi nào đã từng nghe Pháp, từng đến chùa nào của ngày xưa. Dù bây giờ mình đi có đi đến đây hay đi đến nơi nào tốt hơn, thì thôi chúng ta cũng nhớ cái ơn của cái ban đầu mà chúng ta đã từng đi đến những ngôi chùa đó. Quý vị nhớ nha. Còn riêng bản thân Nhân Đức, quý vị cứ yên tâm, Nhân Đức là cả đời. Nhân Đức là gì? Thực hiện hết duyên thôi. Chứ cái duyên Nhân Đức là nuôi người già và chia sẻ tịnh độ. Đã nhắm mục tiêu rồi. Con người Nhân Đức khi nhắm mục tiêu cái gì là mạnh lắm quý vị ơi. Nó mạnh hơn người bình thường khác lắm. Đã làm cái gì là mục tiêu kinh lắm. Nó quý vị thấy 3000 lại bị nhìn biết rồi. Nhân Đức nói một câu mà nằm tại chỗ thì thôi. Chứ không bao giờ nói cái chuyện mà quay quay mà nghỉ ngơi. Không có chuyện đó đâu. Quay cái nào quay đi. Cũng làm cho tới. Tại vì trong lòng Nhân Đức nói hồi cấp Nhân lại, Nhân Đức lại 3000 lại mà Nhân Đức mệt. Nhân Đức nói nè, mày chết đi. Trong bụng nói mày cứ chết đi, chứ đừng nói mà nghĩ mất công. Cứ nói như vậy để kích động cái bản thân mình. Bản thân mình nhất định không bỏ cuộc. Con người chỉ cần có mục tiêu chuẩn mà làm mà không bỏ cuộc là thành công. Chắc chắn thì thành công. Vì biết rằng Nhân Đức ngày xưa học là cái gì? Ngồi một mình giảng pháp, quay phim lại coi. Giảng một mình coi, giảng coi. Cứ làm gì mà bây giờ ngồi đây. Đó. Nên Nhân Đức nói với mấy anh em ở trong chùa, chùa mình thì có những đại, những thịnh. Bây giờ hai ông chia sẻ Phật pháp. Nhân Đức nói hai ông cố gắng đi, tôi hộ trì hai ông đó. Thật sự tôi hộ trì hai ông chẳng thật luôn. Thì vì sao? Vì hai ông cặn gì tôi mua cho hai ông hết rồi, còn gì mà không hộ trì. Tôi không cho hai ông quan hệ qua lợi với ai. Là vì về sau mấy ông mới có cái thành công được. Ông nghe lời tôi đi, ông thành công đó. Nó nhớ kỹ, ít ai mà mấy ông ở trong chùa người ta mà người ta cho mấy ông lập một cái trang riêng đâu. Khó lắm, tôi cho ông lập trang riêng đàng hoàng đó. Ở trong chùa mấy ông phát triển luôn á. Nó chia sẻ Phật pháp đồ được. Vì sao á, dụ như 5-10 năm sau mấy ông cũng là những người đem tịnh độ chia sẻ. Thấy không? Mình nghĩ chết này còn kia. Chàng ơi, mình phải nghĩ gì chứ. Tại năm xưa Hòa Thượng Tịnh Không ngày cứ thỉnh thầy Lý Bỉnh Nam hoài, dạy thêm người để có người đồng hành.
Thì Lý Vĩnh Nam ngài nói ông tìm đệ tử cho tôi đi. Từ đó về sau Hòa Thượng Tịnh Không mới không thỉnh nữa. Là ý Hòa Thượng Tịnh Không là ít quá, ít người đồng hành quá, một mình cảm thấy lẻ loi quá. Nên bản thân mình bây giờ cũng gầy dựng những anh em nào có bản lãnh, có khả năng. Những đức còn có cái nghĩ sau này những đức muốn lập một cái trang, mà những anh em trong chùa, những ông mà mình thấy được được mà có khả năng, mình cũng tập sự cho mấy ổng. Rồi mấy ổng bỏ vào cái trang đó là cái trang mà gọi là chia sẻ tập sự, quý vị hiểu không? Biết đâu về sau á, sau này lại thành hình thành sao, thì những đức cũng từ đó mà hình thành. Thì mình nên cho anh ta cơ hội đi. Sau này có 5-6 người, thằng này chết còn kia, không đến nỗi mai một, quý vị thấy không? Mình nên làm gì? Trứng mà bỏ cùng một rổ nó bể, nó bể hết lượt. Chia đều ra thì nó bể gỗ này còn gỗ kia, thấy không? Giờ một pho tượng ở đây thôi mà người ta không về đây thì người ta không có lại được. Nên chia tượng ra nhiều nhà để không lại đây thì lại nhà. Miễn ta lợi ích thôi. Thật sự mình nên có tâm đó quý vị. Đó là cái tâm quyết tu tập để cầu giải thoát. Và những cái điều chia sẻ để cho quý vị nhận thức được cái cõi nhân sinh này. Nhất là trong thời cuộc này cố gắng tu hành. Vì nó nhiều kiếp nạn quá. Thời tiết khó khăn, làm ăn khó khăn, mọi việc đủ chuyện. Làm cho lòng người nó bơ vơ hết. Ý nó là không biết đến bến đậu quý vị. Nó không có tu thì không biết đổ về đâu. Nên bơ vơ. Bơ vơ, hiểu chưa? Nên có những lúc mà cái tâm mình nó nhẹ nhẹ, mình nói cho nó nhẹ nhẹ chứ quý vị. Chứ không thôi người ta cứ chê cái mặt thấy gớm hoài. Chê mặt thấy gớm hoài. Nhưng mà lâu lâu nó hứng lên nó cũng nó không kiềm chế được quý vị ơi. Ừ. Nên ok, lâu lâu người ta nhắc nhở mà mặt cũng nhẹ nhẹ xuống. Cũng ngoan á quý vị, cũng dễ thương, cũng ngoan, biết nghe lời. Thấy không? Nên đầu qua có cái bà đó, bà trẻ trẻ, bà gặp như Đức, bà nói, thầy dễ thương. Bà nói xong, bà tóc bà chạy, vô giường bông giấy, vù. Như Đức kêu, đứng lại. Nói gì? Thôi bà cười quá, chết. Quý vị biết rằng, mình nó nói với biết lắng nghe quý vị. Nói mình nói lại cũng nhẹ nhẹ, nhưng mà nghe kỹ nó cũng không có nhẹ đâu nghe. Nó không nhẹ đâu nghe quý vị. Nhưng mà nó không phải là những lời của kẻ thế gian thế tục đâu, mà nó là những văn tự quan trọng để nhắc nhở mình cao độ đó. Ừ, nhắc nhở mình cao độ đó ha. Nó, nên mỗi người ở đây đa phần đều nhà có ngôi tam bảo hết trơn rồi. Hai thời công phu sáng tối đừng có bỏ nghe. Cầu nguyện cho cái ngôi chùa mới xây được mau hình thành. Nghe không? Để bao nhiêu người già được về ở. Bây giờ các điểm chùa mình muốn đầy rồi. Đại Tụng Lâm muốn đầy rồi. Đạo Tràng Ba 750 người, gần 800 người muốn đầy. Bây giờ đạo tràng mới mà xây lên là người già người ta sẽ có chỗ ở. Và ví dụ như bảo tháp màu đó tới giờ ở ngoài đó hầm nóng quá, biết đâu đạo tràng 4 xuất hiện, mình cho mấy bà bảo tháp ra ngoài đó hưởng phước. Thấy chưa? Còn trong lòng mình suy nghĩ vậy đó quý vị. Rồi mấy chú đồ ngoài mà bảo tháp hồi xưa giờ cũng cực mà đâu á. Đến lúc mấy đứa nhỏ nó cũng lớn lên rồi, cho nó ra đạo tràng 4 để mà nó hình thành đạo tràng ngoài đó. Thấy không? Rồi mình xin Hòa Thượng mình làm la phong đồ lại hết cái nhà ở ngoài bảo tháp. Khi người ta ở nó cũng mát lại quý vị. Nên trong lòng những đức nó nói với những đức có những cái suy nghĩ trước thời gian để lo cho đại chúng. Nên mong quý vị cũng nên có cái tâm thiện gì đến với con người. Quý vị biết rằng có những cái mà những đức mà nói chuyện nha, mà những đức vô là những đức niệm Phật à. Vì trang mạng xã hội cũng có những người ta chửi mình, ta kêu im đi, nghĩ nói đi, mà sao người ta coi hoài ngủ chứ. Mà vô nói im đi, nghĩ nói đi, mà ngày nào vừa nói cái đã nhảy vô nó coi. Cái cô cũng có duyên với mình.
ngủ ghê. À, nên mới vô là nhờ đức niệm Phật, là quý vị đến niệm Phật đem những đức mong cái câu Phật hiệu để giúp cho tâm tư của họ được mát mẻ lại. Tại vì mình mát mẻ mình vui quá, còn họ mà nóng bức cũng tội nghiệp lắm quý vị ơi, nghiệp lắm. Nên bây giờ quý vị biết một ngày vậy đó là 3-4 buổi mà ở trên trang, mà mấy cái trang mà chút đó, quý vị mà đăng ký là bị lúc nào Đức nói là bị có nghe. Ví dụ như ai kể như Đức nghe câu chuyện ngay nghe là những Đức buổi trưa, bây giờ như Đức cũng lôi ông Tâm Duyên thức dậy nữa, buổi trưa cũng lôi luôn, tại vì sợ chiều quên. Giống như Bác Hồ ngày xưa mà ngủ nửa đêm mà giật mình thức dậy có câu gì hay là dạch sổ ra ghi liền. Những Đức cũng học Bác Hồ là câu chuyện gì hay là phải lôi ông Tâm Duyên giảng liền. Mà bây giờ cái trang nó khỏi làm phim, chỉ cần nói cái câu chuyện đó một cái thôi, mới vô phải niệm Phật trước. Vì cũng có những người ta chữ, mà khi người ta chữ rồi là người ta nghe câu Phật hiểu rồi. Ừ quý vị, nghe câu Phật hiểu, trong lòng mình nghĩ vậy đó quý vị. Nhưng tôi cũng mong quý vị có cái tâm gì với chúng sanh đi, luôn luôn có tâm gì với chúng sanh đi. Dù đi ra chợ gì gặp cái bà bán cá cái gì bà chữ mình thì mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, họ nghe A Di Đà Phật con mẹ mày. Mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó chữ vậy đó vị, tại vì nó không có tu chữ gì mà mình niệm A Di Đà Phật mà nay à gieo chủng tử cho họ, còn họ nói con mẹ mình cũng có sao đâu, đâu có sao đâu quý vị, hiểu không? Mình nghĩ gì họ mà mình nói câu đó đi, mình niệm câu Phật hiệu cho họ. Vì nên có tâm gì không, họ không biết tu họ chữ láng đó vị, cái gì họ cũng chữ chứ á đó. Nên từ nơi đó vị nên niệm câu Phật hiệu cho họ nghe. Nó coi cô kia mà cô gặp những thứ, cô nói thầy thầy con cài nhạc chờ niệm Phật mà chữ con đừng có nói nữa thầy, cài nhạc chờ niệm Phật mà bị chữ kinh khủng luôn, mỗi lần bật lên gọi điện thoại tới là nghe niệm Phật nó chữ. Ba hỏi những đức rồi giờ con phải làm sao? Những đức nói ủa họ chữ cô là do họ có cái miệng, còn cô có cái miệng thì cô niệm Phật, cái chuyện niệm Phật là chuyện của cô, còn họ chữ cô là chuyện của họ chứ. Đúng không? Đó. Ví dụ như quý vị thích ăn đồ hủ luộc chấm muối tiêu, nhưng mà quý vị đâu có bắt buộc ai cũng thích ăn đồ hủ luộc chấm muối tiêu. Mình thích thì mình ăn, còn người ta không thích thì người ta kiếm cái khác người ta ăn. Tôi thích niệm Phật thì tôi niệm, còn cái chuyện mà ông điện cho tôi là do ông điện cho tôi nên ông phải nghe. Chứ sao bây giờ quý vị? Đó. Nên cái kêu mà Như Đức giảng ngắn, họ vô bình luận kêu im. Như Đức nói im chi, bây giờ đâu im. Vô duyên tự nhiên kêu ta im, bây giờ đâu im, ta giảng pháp tự nhiên kêu ta im. Đừng nghe đi, tự nhiên nghe kêu ta im. Không, nhưng mà vậy mà thích quý vị, cái vô nghe hoài, nghe suốt luôn, cái vô nghe. Rồi cái chữ, vô nghe, cái chữ. Nó thằng thì giảng pháp, thằng thì chữ. Kệ vậy. Có sao đâu quý vị. Đó, vậy đó mà bây giờ nổi tiếng quá trời luôn. Những đức là nằm vào những cái tớp thầy nổi tiếng mà những tớp thầy bị chữ đó quý vị. Nổi tiếng nhất á, vẫn đâu nghe. Đó. Nên từ đó mà chắc lúc này nghiệp chướng nó cũng tiêu trừ, nên tâm trạng lúc này nó vui dữ lắm quý vị ơi. Vui gì đâu mà nó vui cả ngày lẫn đêm. Qua Hòa Thượng thì gặp Hòa Thượng cũng vui. Hòa Thượng bây giờ cũng vui dữ lắm quý vị. Hòa Thượng nói ông cẩn thận, nói dạ thưa thầy, thầy thấy con là thầy yên tâm rồi. Vị nhớ cái thầy và cha mẹ lo nhất là mình sằng sột. Dù mình gặp sự cố gì trong cuộc đời mà mình vẫn bình thản, đó là sự yên tâm nhất. Bình thản nó mới yên tâm nhất, hiểu không quý vị? Đó, nên lúc này quý vị biết rằng bằng ngày cũng vui mà bằng đêm cũng vui. Vô phòng ngồi một mình cừ, quý vị biết, cừ niệm Phật. Vui vẻ gì đâu mà cả ngày lắng đêm.
rồi quý vị viết bằng đêm cái niệm Phật chút cái thứ, ngồi vậy uống nước. Uống nước xong đi ngồi niệm Phật nữa. Lây quay cũng đường tháng. Còn tới Phật đản nữa thì sống. Ngày đêm thức niệm Phật. Mà thấy mắt cũng bình thường hả quý vị? Cái gì đâu ha? Hiểu không? À, quý vị biết rằng cũng được rồi đó, thấy chưa? Sắp sửa hết tháng rồi. Nên cứ ngồi vậy suốt vậy đó. Ngồi xong đau chân thì mọn mà đứng dậy. Vậy mà lay quay cũng xong đêm. Vì nó thức đêm mới biết đêm dài. Mà thức một tháng của một đêm cũng không đơn giản quý vị. Nghe không? Hiểu không? Nó tới Phật đản xong rồi. Nó quý vị thấy không? Bởi vì ngày xưa mà Nhật Đức ăn rau, quý vị thấy Nhật Đức cũng kiên nhẫn. Suốt mấy tháng mà Nhật Đức không ăn cơm mà ăn có dĩa rau. Nó ốm nhưng mà vẫn sống bình thường quý vị ơi, không chết. Mà sau này mà Nhật Đức mà ăn đến cái mức mà ăn vỏ cam á thì nó bị đau bụng. Tại vì ăn rau là được rồi, mà cuối cùng cái làm thầy hay nói bây giờ nếu mai mốt không có rau ăn cái gì thì lấy vỏ cam ăn. Vỏ cam với vỏ chuối ta xả ra nhiêu cắt ăn hết. Ăn rồi bô 4-5 ông cũng làm theo. Cuối cùng mấy ông đó ỉ chảy chết mù chứ. Chèn không? Có thời gian hồi xưa trên kia 47 kg. Bộ xương có 47 kg. Giác bao xi măng đi bê qua bê lợn. Bê qua bê lợn mà giác bao xi măng 50 kg. Có trong khi mình có chưa được 50 kg mà giác bao xi măng 50. Đi bê qua bê lợn. Tại cái tâm lực mình nó hơn bao xi măng quý vị, nó mới giác bao xi măng. Thì quý vị biết rằng đi bê bê lợn có người gặp như đứa hỏi: ủa sao thầy, sao chú Hiển này đi bê bê kỵ? Nó nói là tôi thích đi giống người mẫu được không? Thích đi giống người mẫu được không? Thì biết rằng ôm nhôm, xanh lè. Vậy mà bữa đó buổi sáng gặp bà sư cô bà phán một câu. Bà nói nè, công nhận chú ăn rau một buổi trưa nhìn chú hôm nay quá hảo tướng, trắng tư. Nhân Đức nói bà nói thiệt hay nói giỡn? Tôi thấy bữa nay tôi còn miếng máu đâu, trắng tư. Bữa đó tới đây tôi còn miếng máu đâu. Nói trắng tư là cái gì không hiểu luôn quý vị. Nói vậy biết vậy đó quý vị. Mà làm suốt mấy tháng đó nghe, suốt mấy tháng chờ. Sau này thầy cũng nói câu hỏi thầy lên này không có cản nghe, thầy nói một câu gì nè: tập giống người khác dẫn lại. Nói một câu thôi. Tại vì sao? Thì thầy cũng nói tại tôi không có làm gì nên tôi không dám cản. Cuối cùng mình nói trong bụng bị hổm tới giờ cũng đuối rồi, mình cũng chờ cơ hội có ai nói gì không. Đuối rồi nhưng mà không ai nói gì chứ chàng. Bộ mọi người không thương mình sao? Buổi sáng nghe bà sư cô bác phán câu, bác nói thầy luôn nè: chú này hảo tướng, nhìn trắng trẻo, nói bà này bà muốn giết tôi. Thấy không? Sao tự nhiên sao thầy cũng xuất hiện, nói một câu đó. Buổi sáng bữa sau mình nói đại chúng, thầy nói phải giống mọi người. Chàng ô ăn cơm nó ăn còn như hạm. Tại vì suốt mấy tháng chờ không ăn miếng cơm nè, tới nó ăn nó thèm còn hơn cái gì. Nói vị biết rằng mà cái kiểu đó nghe, bị ăn lại phải ăn ít ít. Ăn nhiều nó đau bao tử quý vị ơi. Chịu đau bao tử thời gian nữa, bây giờ thấy hành hạ mình nữa. Nên cái gì như thế cũng chảy quá chứ á. Hồi đó trên kia mà bằng đêm những đứa ngủ tiếng mấy hai tiếng à. Bằng đêm những đứa lễ Phật suốt à. Vô phòng một niệm lễ suốt luôn. Lễ hoài vậy đó. À, lễ xong sáng đi chữ người ta chứ. À, có bị có những người siêng tu mà sân si lắm. Lễ xong lễ cả đêm vậy xong mệt. Xong sáng ra chữ mấy người ngủ thức dậy trễ. Ồ, chữ mấy người thức dậy trễ quý vị. Nó rồi nguyên một đêm đi đổ bê tông.
sáng đi chữ người ngủ quên. Cả đêm là tôi làm đổ bê tông cả đêm luôn nè. Sân si thế ghê. Thì Nhà Đức mới biết được, có khi mình tu nhiều mà không dịu được cái tâm. Nên người niệm Phật phải hiểu câu Phật hiệu là gì. Tôi nhớ khi con người mình mà vui vẻ thì mình thường phát thiện. Để ý đi, khi mình vui mình ít nghĩ ác lắm quý vị, mà khi mình buồn mình mới nghĩ ác. Quý vị đa phần quý vị thấy cái người mà thường nghĩ ác là họ buồn. Tại họ buồn họ mới không vừa lòng, không vừa ý. Còn khi họ vui rồi, quý vị thấy là người mà thường vui cái gì cũng được hết. Người mà thường vui cái gì cũng được, xin cái gì cũng dễ nghe. Lúc mà người ta đang vui mình xin cái gì cũng dễ. Vợ chồng mà mình thấy người ta vui mình xin người ta cái gì cũng dễ. Mà lúc mà người ta bực bội đừng có xin. Xin họ không cho. Mà khi bực bội mà xin hung miếng cũng không cho. Nó ngộ vậy đó quý vị. Nên người mà thường vui thì nó sanh ra cái năng lượng từ trường nó tốt. Mà cái từ trường nó tốt thì nó không có nghĩ ác. Không nghĩ ác. Nên những Đức nói vậy là cái gia đình mà mình thờ ngôi Tam Bảo nó quan trọng. Tại vì cái ngôi Tam Bảo mình đi ra đi vào mình thấy Phật Bồ Tát, nên con người mình nó phát thiện lên. Thêm cái nữa, mình ở nhà mình niệm Phật lễ Phật, con cháu mình nó nhìn nó thấy. Dù bây giờ nó chưa có niệm Phật lễ Phật theo, nhưng mà sau này khi mình trăm tuổi già mình ra đi nhẹ nhàng, con cháu nó nghĩ lại, nó nói ngày xưa ông bà cha mẹ tôi biết tu hành. Mà sau này con cháu làm ăn nó được là nó sẽ nói với con cháu nó bằng câu gì nè: ngày xưa ông của nội của ngoại tao biết tu nhân tích đức. Họ nói lại đó quý vị. Họ nói là bây giờ gia đạo mình được gì là nhờ ông nội ngoại tao biết tu, nên cái đức cái phước đó nó để lại cho con cháu nó, thấy không? Nên mình gia đình có ngôi Tam Bảo quan trọng dữ lắm. Với thêm nữa là con người bây giờ nghĩ ác nhiều quá nên kiếp nạn nó sẽ xuất hiện bất tử. Mình tính trước đi, nhà mình có ngôi Tam Bảo mình tính trước đi, có những lúc mình ở nhà mình tu. Tính trước đi quý vị. Những đức tính trước cho quý vị suốt mấy năm mà, thấy không? Từ trước dịch bệnh vậy đó, tính trước cho quý vị rồi đó, thấy chưa? Nó, gia đình quý vị có ngôi Tam Bảo đi, bất cứ lúc nào quý vị cũng ngồi ngay chỗ Phật Bồ Tát quý vị niệm Phật. Nhớ nghe quý vị, tuy nói niệm Phật thì đâu cũng có Phật, nhưng nhà mình có ngôi Tam Bảo hay mình gần được chùa chiền, nó cảm thấy như nó có một cái gì đó ấm áp hơn. Ấm áp hơn. Nên từ nơi đó mà, thí dụ như trong gia đình mình đi, có một người mà họ an tâm, họ bình an đi, trong nhà mình có người đó đi, bản thân quý vị cảm thấy lúc nào có người đó ở nhà là quý vị thấy yên, thấy vui. Mà người đó đi đâu quý vị thấy cũng lo đó. Vậy thì trong gia đình mình mà có ngôi Tam Bảo còn hơn cái từ trường của một con người bình thường. Hơn lớn chứ, thấy không? Đó. Nên ai mà nhà mà không có tượng Phật á, mình lại chùa mình thỉnh, hoặc là Phật đản này những đứa cũng có được 1000 bộ. Quý vị thỉnh đem về thờ. Thấy không? Thờ Phật Bồ Tát đi rất là tốt. Tại vì đó là cái thiện tâm nhất. Thêm cái nữa, quý vị để ý cái mùa dịch đi, mình có đi đâu được đâu. Từ nơi chỗ đó mà tại gia đình mỗi ngày phát thiện cho cái từ trường nhà mình tốt. Rồi khi mình niệm Phật lễ Phật ở gia đình, ông bà, cha mẹ, đời này nhiều đời nhiều kiếp của mình chưa siêu, cũng nhờ cái việc tu tập ở nhà mình mà ông bà, cha mẹ tu theo.
À. Nên hôm nay chúng ta có bài học tập à, quả phước từ đâu đến. Từ tâm mình dẫn đến. Từ tâm mình dẫn đến. Ví dụ như mấy thầy mấy chú bên chùa và bên Đại Tùng Lâm bên bệnh. Nói năm nay các cụ đồ ở đông quá. Tất cả các vị trí nhà chặt hết. Nên mấy thằng trai mà mùa hè nó không ở được. Mấy ngày nay những đứa cứ ngồi suy nghĩ. Cho mấy nhỏ gái ở mà không cho mấy thằng trai ở tội nghiệp nữa. Bây giờ có con gái mà không có con trai thì cũng không được. Công nhận quý vị, đa phần giữ đất nước toàn là đàn ông nhiều. Thấy không? Cấp lãnh đạo đa phần đàn ông mạnh hơn chứ. Mà bây giờ mà con gái được ở mà con trai không được ở, đem trai đi đâu? Thấy cũng tội nghiệp ghê. Ngồi suy nghĩ cuối cùng ôi mình nhớ là ở ngoài bảo tháp còn một dãy nhà để trống. Mà hòa thượng cắt nói để cho dịp lễ đồ này kia đồ người ta ở. Mà hòa thượng mình rất là thương nít, nên thôi mình cho con trai nó ra bảo tháp rồi mình sắp xếp cho những quan với chú Tâm bảo tháp kết hợp lại. Nghe không? Cho mấy thằng trai nó được ở, gái thì ở đây, con trai ở bên kia. Rồi mình giảng vài bài pháp á, mỗi thời nó tu nó được nghe cố định. Rồi chú Tâm bên đó ổng hiền nên ổng dạy nó cũng được hơn. Con trai á, thì nó lì dữ lắm. Mà con trai thì nó lì là đúng rồi. Con trai mà không lì thì sao giữ đất nước? Nó phải lì mới được, nghe không? Còn gái thì nó nhát nên á, người ta ban qua người ta quýnh một hai chặng đầu người ta thua, mà chặng sau cuối cùng người ta cởi quần cởi áo ra tóc chạy. Thấy chưa? Chứ gặp mà đàn ông trai thì dễ gì chạy, cởi quần cởi áo qua nó xăm lại nó thiến hết luôn chứ chạy gì, đúng không? Đó, nên cuối cùng phụ nữ giữ nước vẫn là không chắc bằng đàn ông. Nghe không? Đó. Mà nhà mà không có đàn ông á, thì nó nói ví dụ như không có cây cầu cái, nên rất dễ có giặc bên ngoài xâm phạm được. À, thường á, đàn ông nó nhìn cái ngôi nhà đó không có đàn ông nó mới đến, nó dê dặn, dê hay cặn nó đứng ngoài trước, nó hú hí ngoài trước được. Chứ gặp mà có đàn ông trong nhà dễ nó dám dê dặn. Dê dặn mở cửa ra cái nhìn cái là tóc chạy. Đàn ông nó có cái quy lớn lắm quý vị. Thấy không? Nên từ nơi đó mà nãy điện qua bên kia nói chú Thâm, rồi kêu những quan hai mấy anh em sắp xếp cho một số chú mà ổng mà đã nhận con người ta, mà con trai phải lựa mấy chú mà ổng hiền, ổng không có nóng tính quá. Chứ lỡ mấy thằng nhỏ lì quá mà ổng quýnh con người ta làm sao? Cũng có chuyện, không có giỡn đâu quý vị. Lúc người ta đem lại người ta gỡ thì người ta vui lắm. Nhưng mà lỡ cái gì con người ta mà đụng chạm con người ta có chuyện xảy ra. Trong cái cuộc đời này không phải nói cái chuyện phiền phức mà mình không làm đâu quý vị. Nếu nói như vậy thì bản thân mình cá nhân mình quá. Có những việc người ta nói ông tạo chi cho ông cực chứ. Nhưng thật sự quý vị biết rằng trong cuộc đời này những cái gì mình làm tốt được thì mình làm, nhưng mà có những cái cũng trở ngại mình phải làm chứ không lẽ không làm. Thấy không? Nếu nói rằng ngồi yên chỗ gì một mình ông tu thì dễ quá rồi. Nhưng mà nói một ề người thì trăm người mười ý, ngàn người ngàn ý, hai ngàn người hai ngàn ý, bao nhiêu con người bao nhiêu cái ý. Những đức thì không có tác dụng phụ ngay cái chỗ. Những đức tính rồi, tính cái chuyện mà thương và ghét rồi. Người ta thương đó, người ta ghét đó, quý vị ơi. À, lúc người ta thích đó thì sao cũng được, nhưng mà lúc người ta ghét là trở mặt hết trơn à. Nên từ nơi đó đó, mình tính rồi, bản thân mình không có cái gì mà phải hụt hẳn với cái chuyện mà khi người ta trở mặt quay lưng đâu. Chuyện nhỏ, nói chuyện gì quan trọng quá. Mười mấy năm đi tu ở trong chùa quản chúng mà ít gì nó cũng luyện được mình đồng da sắc một chút chứ, luyện được mặt chai mày đá một chút chứ quý vị. Những đứa không có mặt chai mày đá sao nuôi mấy bà già. Quý vị nuôi người cha người mẹ mà còn thấy khó khăn,
Những đức nuôi bao nhiêu người già mà được thì nếu mặt những đức không chai, tâm những đức không như cứng như đá, làm sao mà nuôi mấy người già được. Thấy không? Xin thưa quý vị, những việc thiện, việc tốt trong cuộc đời này quý vị mà không lì tâm nhìn mục tiêu thì quý vị sẽ bỏ cuộc. Bỏ cuộc liền. Cả quý vị làm việc thiện đi, quý vị làm việc thiện đi, họ cũng nói quý vị nữa. Quý vị tức lên vì nó nghỉ làm, thì bao nhiêu con người không được nhờ. Mà trong số lượng nó chỉ có vài ba người thôi, làm gì phải tổn hại bao nhiêu con người. Nếu mình bỏ mình không làm, cái người mà chăm chích đó tội nghiệp họ, họ tội quá nặng. Tội quá nặng. Nên bản thân chúng ta phải làm để tội của họ nhẹ một chút. Tại vì cái ăn huệ đó của người ta hưởng, họ không thể nào mà họ kích động mình. Bây giờ ma tà quỷ quái nó kích động gì, bản thân mình bỏ cuộc thì bao nhiêu chúng sanh sẽ mắc sự lợi ích lớn. Vì nhớ, quý vị coi bây giờ, quý vị search lên trên mạng, quý vị coi coi mấy ngôi chùa mà ngày chủ nhật mà có tổ chức. Không có tổ chức quý vị ơi, ngộ ghê á. Làm như con người Phật tử bây giờ bận quá, người ta không đi chùa được quý vị ơi. Ngôi chùa mình là do cả chục năm nay những đức gầy dựng, chưa một tuần chủ nhật nào bỏ. Nếu như mà những đức mà từng này gì từng kia khác là cái lượng Phật tử mắc sạch. Cái lúc đến lúc không đến giết nó chán, nó bỏ cuộc. Nó chính một cái ngôi chùa những đức biết ngày xưa chủ nhật đông cỡ nào. Vì mà bây giờ chủ nhật rất là ít. Tại vì sao? Vì có những tầng mình lên giảng, có những tầng mình không giảng. Giết rồi nó lạc quý vị. Nên quý vị thấy những đức lúc nào cũng kiên nhẫn, quý vị thấy không? Dù là lễ lọc nha, lễ lọc còn 2 ngày 1 ngày nó mệt, nhưng vẫn là chủ nhật cộng tu. Nhưng đức luôn luôn giữ cái lượng người có tâm quyết đến đó, tâm quyết đến. Nhưng mà những đức cũng khuyên quý vị, chúng ta đi đến đây nó cũng tích được năng lượng lớn lắm á. Thật sự nó sạc pin, nó giúp cho cái tâm mình kiên cố đó. Ừ, mình mà thiếu pin là nó là mờ quý vị. Cái vị mà yếu pin là nó mờ, tâm ấy bị lui sụp á. Mà ma cảnh nó đột phá quý vị là bị bức. Bởi vì mình tu trong thời cuộc này cũng tội nghiệp chúng ta. Nếu như chúng ta mà không được sự nhắc nhở kiên cố tâm, quý vị tu vậy chứ quý vị có thể nghe tầm bậy tầm bạ là quý vị bỏ cuộc. Bỏ cuộc đó. Thật sự mà nói quý vị biết cái cảnh giới sống bây giờ, ma tà quỷ quái nó nổi dậy dữ lắm. Mà nó không có đâu xa đâu, nó bên cạnh chúng ta đó. À, không có xa đâu quý vị. Nên gia đình phải có ngôi tam bảo. Khi đi đến chùa mà không đi đến chùa được thì cũng ở nhà có ngôi tam bảo mà tu. Ngôi tam bảo mà tu chứ. Hồi nãy giờ như đức bên kia như đức lễ Phật ở bên. Tại mình phải lễ Phật một chút chứ. Chứ giờ hồi sáng tranh thủ xuống nấu ăn, đứng suốt mấy tiếng đồng hồ chiên sườn, nó cũng mỏi mệt. Mình phải lễ Phật một chút cho cái cơ thể mình nó quân bình. Mà lễ Phật hay lắm. Đừng có nói mệt á, mình nghĩ lễ Phật bậy. Lễ Phật nó làm cho cơ thể mình khỏe lại, phấn chấn lại. À, còn mình nằm nghỉ á, là nó làm cho mình mỏi mệt luôn. Nó làm quẩy quẩy luôn vậy đó, không có phấn chấn được. Nên những đức á, rảnh chút 15 phút lễ Phật, rảnh chút 10 phút lễ Phật, rảnh chút 20 phút lễ Phật, cứ rảnh nhiều được thì nửa tiếng lễ Phật. Vậy mà một ngày gom lại 4-5 lần vậy cũng ngon. Thấy chưa? Bây giờ mình phải tu mót thôi. Công việc mình bây giờ nhiều quá, mình phải tu mót chứ làm sao giờ. Nên có Phật tử hỏi vậy, thầy ơi, phương pháp lễ Phật 45 phút con lễ 20-30 phút rồi con nghỉ được không? Nói được sắp được. Nhưng đức cũng làm vậy mà. Tại vì mình có được nhiều thời gian, mình tu nhiều thời gian. Nó chứ mà mình đợi tới nó đủ luôn rồi, có khi cả ngày mình không được chút nào uống. Đúng không? Chắc là uống. Nên quý vị nhớ, mình biết một cái ngôi chùa gì á, khi mà qua đời những đức á, là mấy anh em của huynh đệ những đức mấy ông sẽ tiếp tục. Tại những đức á, với hòa thượng là có cái tâm gầy dựng vậy đó.
Đó. Thì quý vị biết rằng đó, khi cái duyên mình đi đến đây đó, mình tu tập, mà khi mình không thích đi đến đây đó, im điềm đừng có nói gì, để mai mốt mình có cơ hội trở lại. Nghe không? Quý vị bình tĩnh, quý vị quan sát đi. Ai cũng nói ngon lắm, nhưng để thật sự giúp quý vị thì bị tìm đi trên đầu móng tay. Không làm đâu. Mình có thì người ta đến với mình, chứ mà mình không có thì khi mình khó đến với người ta. Còn ở đây mình đã có cái tâm tu giải thoát, nên dù có không có gì, giúp nhau được là giúp thôi. Thấy không? Mình đến với nhau, mình trải nghiệm qua thời gian mùa dịch. Vì thấy mùa dịch những đứa có bỏ bị ngoài không? Đó, cái lúc khó nhất là mùa dịch đó, mà những đứa có bỏ bị, và mùa dịch mà cũng dám tổ chức lễ Quán Âm cho quý vị. Thời đó có ai tổ chức không? Nên nó chiêu cảm giữa những đức với Hòa Thượng gặp nhau, quý vị thấy. Chùa Đại Tùng Lâm với Hòa Thượng. Mà mùa dịch đó mà Hòa Thượng tin Bồ Tát, Hòa Thượng để cho mình vô lại Quán Âm. Vô lại Quán Âm xong quý vị thấy người ta đứng bao xung quanh. Mà Hòa Thượng nói rằng người ta kêu tạm ngưng, Hòa Thượng nói mấy ông ngưng, kêu ngưng á. Mấy ông vô kêu đi. Chứ cái chuyện lại Quán Âm Bồ Tát tôi không có dám đâu. Cái gì thì phải để cho người ta lại hết đi. Lại hết xong rồi người ta đo nhiệt độ quý vị đó. Cuối cùng đâu có ai bị gì đâu. Phải không? Đó. Mình tu hành, mình đến với một con người, mình phải trải qua thời gian thăng trầm. Mình đừng có tùy tiện, mình đừng có tùy tiện nghe tầm bậy. Tại vì mình đến với nhau, mình phải có thời gian của nhận thức chứ. Cái góc độ và trí tuệ mình ở đâu mà mình đến với nhau mà mình không biết. Mình sao mình vội vàng quá. Thật sự mà nói, mình đến với nhau được ăn buổi cơm chung, được nghe giảng pháp và được gần gũi và tiếp xúc chùa chiền, gia đình người thân mình có đột phá gì đi chăng nữa, thì mình phải nhận thức bản thân mình là người đi đến chùa, mình phải biết chứ. Ông thầy ông đến với mình sao mình phải biết chứ, hiểu không? Đó. Mình chơi với bạn, bản thân mình là hiểu bạn nhất. Người ta là người bên ngoài, làm sao người ta hiểu được bạn mình? Nếu chúng ta là người chơi với bạn mà không biết được bạn đúng bạn sai, vì con người mình vô tri quá quý vị à. Rất là vô tri, hiểu không? Đó. Nên cuộc đời những đức thấy cái niềm vui, cái sự an lạc của con người là rất quan trọng. Nên quý vị đi đến chùa, có những khi những đức cũng thấy nghĩ rằng mình nên loại bớt một số hình thức không cần thiết, để cho Phật tử người ta về chùa thì cả tuần lễ người ta ngoài đời nó nhiều cái căng thẳng kiếm tiền dữ lắm. Người ta đi về chùa người ta nghe pháp, nhưng để cho người ta yên quá thì bản thân người ta có khi nặng nề quá, nóng quá quý vị à. Thời tiết nóng bức, mà quý vị cho quý vị có thời gian đi, quý vị giống như nó xả chết vậy đó. Tại vì một tuần lễ mình ở nhà làm ngoài đời đâu có đơn giản. Nội mà con người ta ngoài đời cái nghiệp chướng nặng nề, đa phần đâu có người nói tiếng tu hành niệm Phật gì, mà toàn bộ xung quanh mình là lửa không. Còn bị vô chùa cỡ nào thì cỡ, chứ lửa cũng không có bao nhiêu. Vô đây mình thấy mát á. Chứ mình ở ngoài đời á, lửa xung quanh mình không đó. Lửa là người ta á, xung quanh mình toàn là đụng tới một cái là chu mỏ trợn mắt với mình đó. Đụng một cái là kênh mình đó. Chạy xe ngoài đường mà chỉ cần mà mình qua mặt họ bằng một cách mà lỡ cái gì một cái, hoặc họ qua mặt mình mà mình mà nó ngoái lại thấy mình nhìn họ, nó hỏi mình nhìn gì. Thấy không? Đa phần mình thấy không, toàn là lửa không. Từ nơi đó bản thân mình có được một cái chỗ về đây mỗi tuần, để mà ít gì mình cũng vô đây, mình đem lửa mình bỏ vào đây, nó cũng trở thành mát mẻ. Nên cái người trong chùa mình một tuần lễ người ta gầy dựng là ngày nào người ta cũng lên tu bốn thờ đa phần. Còn người không lên tu thì cũng là làm công quả. Nên quý vị vào đây nó được cái sự mà từ trường. Nó từ trường với thêm nữa là ai vô đây cũng mong một ngày một bữa ở đây cái tâm mình phát thiện cho tốt, với được nghe pháp nó dịu cái tâm, nó dằn lửa xuống. Đúng không? Nó dằn lửa xuống. Nên mình đi vô trong đây nó cái phát duyên phước mình lớn lắm. Còn ở ngoài nó đốt,
vì cái nhân tố mà sân si nó nhiều nên nó làm cho mình phải hình thành theo tướng do tâm sanh, mà cái tướng bên ngoài nó ảnh hưởng. Quý vị phải nhớ rằng cái tâm mình nó không thiện được thì cái tướng nó bất thiện, mà cái tướng bất thiện nó tác động vào tâm mình làm tâm mình cũng bất thiện theo, mình còn bị ảnh hưởng phong thủy, mình còn bị ảnh hưởng hoàn cảnh. Người nào là người không bị ảnh hưởng hoàn cảnh? Bồ Tát, bậc A La Hán không bị ảnh hưởng hoàn cảnh. Còn mình còn bị ảnh hưởng hoàn cảnh, nên cái hoàn cảnh tác động nó không đơn giản. Bây giờ hiện tại nè, Phật giáo chúng ta đang bị ảnh hưởng rất lớn vì sự tác động có những thành phần phá hoại, có thành phần phá hoại. Quý vị nhớ, nên quý vị là Phật tử, chúng ta mọi người phải chung tay với nhau để gầy dựng Phật giáo cho vững chắc. Tại vì sao? Phật giáo phải đi vào lòng người. Quý vị coi, tính ra cái thời cuộc Phật Pháp lâu dài, trong tất cả các tôn giáo, chỉ có Phật giáo là đứng gần gũi dưới đất nước nhất. Thì để ý, chỉ đúng Phật giáo là gần gũi đất nước mình nhất. Nó rõ ra Phật giáo là cha mẹ ruột của mình, cha mẹ ruột của mình. Quý vị hãy đọc lịch sử đi, rồi quý vị sẽ thấy dù bị ép bức gì, vì bị thăng trầm gì, thì Phật giáo vẫn trung thành với đất nước, phải không? Rất trung thành. Nên đạo Phật rất là hay. Hay cái chỗ gì? Tuy đạo Phật du nhập từ Ấn Độ sang các quốc gia, nhưng mà đạo Phật chỉ cần đi đến nước nào thì đạo Phật lại cắm gốc trung thành với quốc gia đó. Cái này rất là hay nha quý vị. Đa phần có người học Phật, người ta dám chết vì đạo, chết vì chung, chết vì nghĩa. Người ta dám, tại vì sao? Vì người ta hướng đến giải thoát. Ta hướng đến giải thoát. Chỉ có vài ba người nào đó thôi, không hiểu thôi, thật sự. Nên trong cái thời cuộc này là thời cuộc Phật giáo mình đang bị đột phá rất là mạnh, ảnh hưởng rất là lớn. Nên những Phật tử, những người nghe đạo, mà nếu như quý vị không có một cái lòng tin, đức tin vì nhân quả, nhớ Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, nên chúng ta chỉ có đức tin về nhân quả, đó là Phật tại thế. Đức tin vào nhân quả là Phật tại thế. Sự kiên cố của Phật Pháp, sự kiên cố của người học Phật, dù sự chống phá gì nhưng nó sẽ qua hết. Một cái phước rất lớn của một ông vua mà khi đã chạm đến Phật Pháp thì ông còn có một cái sự ảnh hưởng rất lớn. Không chi một cái phước một người tầm thường. Nhưng có một cái nguyên lý này nè quý vị. Một con người bình thường mà đột phá Phật Pháp mà họ vẫn tồn tại, một là gì? Một là có người học Phật cũng nhờ họ bào mòn nghiệp chướng để chánh quả báo tam đồ, bào mòn giùm cho mình. Và những cái tâm những con người đó là ma tâm của họ phát ra. Giống như lúc Phật còn tại thế thì trong thiền định Đức Phật thấy được cảnh thiên ma. Nhưng khi con người bình thường của chúng ta thì chúng ta chỉ thấy thiên ma là con người của chúng ta. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà nó rất nhiều. Nên khi mà ma đến phá Phật, Phật nói cái đạo của ta nó là chân tâm bản tính, không có phá được. Nhưng mà thiên ma nói rằng càng về sau thì cái đạo của ông người ta không hướng đến giải thoát. Thì lúc đó tâm con người đã lơ là. Lúc đó tôi mới cho con cháu của tôi ma tử ma tôn vào đạo của ông để phá. Nhưng không phải chỉ người xuất gia không đâu, mà nó cũng có luôn hàng cư sĩ. Đúng không? Nên mình á, mình đã xa Phật rồi
thì chúng ta phải lấy nhân quả làm chính. Lấy nhân quả làm chính. Và mình phải kiên định cái tâm mình dữ lắm, vững chắc dữ lắm. Và mình phải có một cái sự xem xét khi đến với một người. Vì chính bản thân của họ có nhiệt tình đem đạo pháp hoàn thiện hay không? Họ có hy sinh vì đạo pháp hay không? Họ có làm những việc gì xác thực trong cuộc đời này để giúp cho chúng sanh hay không? Đó, đó là rất quan trọng quý vị ạ. Cực kỳ quan trọng. Thật sự mà nói, cái tâm niệm của những đức rất là mong đem tượng Phật gỡ từng nhà cho quý vị. Vì đây là một cái cách rất đặc sắc trong thời mạt pháp này. Có nghĩa là mỗi gia đình quý vị sẽ có một ngôi chùa nhỏ, bởi vì có phương pháp tu. Và dù trong cái kiếp nạn nhân sinh cỡ nào thì cũng nhờ những ngôi chùa nhỏ này mà nhiều người niệm Phật sẽ hóa giải bớt đi kiếp nạn. Hóa giải kiếp nạn. Giống như những đức gặp mấy vị trưởng đoàn, cô Chuyển này đồ có nói câu, có những cái xóm mà cả xóm người ta mà đều thờ tượng Phật, thỉnh chùa mình cả xóm dài lắm, và chiều lại là người ta tu lễ Phật rình rang cả xóm. Cả xóm luôn. Rồi bây giờ tiếp tục xe của mấy cổ tiến tới một cái xóm khác mà làm cái việc cho những chuyến xe thiện nguyện đưa đi. Thì quý vị biết rằng là quý vị làm việc này quý vị phát tâm mạnh lắm. Quý vị phải kiên cố tâm lắm, chứ không dẫn đâu. Và nó sẽ có những cái cảnh giới đến để phá quý vị. Vì sao? Ở đâu xa lạ không? Ở đâu? Công ty xí nghiệp của quý vị, chỗ làm của quý vị, tại vì cái kinh tế của quý vị nó nằm ngay cái chỗ công việc làm. Nhưng quý vị yên tâm đi, kinh tế nằm ngay cái tâm phước của quý vị. Kinh tế nằm ngay cái phước, ngay cái tâm quý vị. Quý vị biết chùa mình trong mùa dịch á, mà xin thưa quý vị, số lượng rất đông, mà những đứa không có thiếu thốn gì hết. Mùa dịch luôn, không có tổ chức một chương trình gì được trong mùa dịch. Vậy mà riêng chùa mình, những đức vẫn sống bình thường, rau củ quả phải chia cho chòm sớm ăn. Giác ngộ, hiểu không? Thì tự nhiên an lạc à. Chúc vị an lạc vị ơi. A Di Đà Phật. Thôi chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Cái công đức mà đại chúng mà chúng ta mỗi tuần về đây để cộng tu, từ niệm Phật nghe pháp, cởi mở tâm tư, phóng sanh cũng đi thực, vì nhớ công đức này rất là thù thắng. Thêm cái nữa là mỗi một người chúng ta đi đến đây thì người thân chúng ta mà mắt chưa siêu thoát, người ta cũng đi theo mình. Ví dụ như trong chùa các cô mà làm xong mà đi lên đây cũng đi thực, đó cũng là mình đại diện cho những người thân mình, dòng họ mình chết chưa siêu, người ta cũng được lên hưởng tài thọ thực, người ta cảm ơn mình dữ lắm. Thứ nhất là những người mang nghiệp phá thai, thấy không? Cái nghiệp phá thai này nhờ công đức niệm Phật nó mới hóa giải được, này quan trọng dữ lắm. Nên sắp sửa tới Phật đản rồi, số lượng người ta tu rất là đông. Mình về tối mùng 7, mình về mùng 7 âm lịch đó, thứ ba tới nè. Rồi sáng mùng 8 có cái pháp hội Di Đà. Mà thường cái pháp hội Di Đà nó rất quan trọng, tại vì thường người ta nói niệm Di Đà để cầu siêu thoát. Pháp hội Di Đà là thường là cái tâm người ta cầu siêu, hiểu chưa quý vị? Còn cái thường lễ Quan Âm là tự nhiên người ta có tâm cầu an, hoặc là ta cầu chồng, cầu vợ, cầu con, cầu cháu, cầu ăn, làm ăn giàu sang, thấy không? Là pháp hội Quan Âm ta ưa cầu vậy đó. Còn cái pháp hội Di Đà là pháp hội cầu siêu. Nên mình về á, mình niệm Phật trong cái đại pháp hội Di Đà chứ số lượng rất đông, nhất là những người mang nghiệp phá thai.
mình về mình niệm Phật lễ Phật với cái quay lực của đại chúng đó giúp cho cầu siêu thoát những hương linh thai nhi và những người trong gia đình mình chưa siêu thoát. Mà khi mà âm siêu là dương lợ, người mắc mà siêu là người sống được bình an, gia đạo bình an, hạnh phúc. Cái này là cái quan trọng dữ lắm. Đó nên cái công đức này nhận đức nêu lên vị cho vị nghe cái sự lợi ích. À, chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ và cầu an cho toàn thể đại chúng và những người ghi giấy cầu an ở đây và tất cả chúng sanh ở quả địa cầu này được bình an, niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em của chúng ta trong đời này nhiều đời nhiều kiếp và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị và tất cả những người chết oan, chết ức, chết vì những cái nghiệp tự tử hay chết trong cái trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những công đức này, phát tâm niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Chương hương linh cố gắng niệm Phật khiến sao cho gia đình đi đến chùa tu để cho người ta tu mình được lợi ích, vì người sống tu người mắc được lợi ích nhiều dữ lắm, thấy không? Mà khiến được chứ không phải giỡn đâu nghe, làm cho cái tâm họ muốn đi chùa, thấy không? Còn ngày nào mà họ mà đi chùa mà gặp chồng cản đâu đó là hương linh lợi thổi vài cái cho ông chồng, ông hiền lại, ông đừng có cản bà vợ đi chùa, thấy không? Cái mà kiểu đi chùa mà giống như trong nhà mà có ai cản nó hương linh lợi thổi. Tự nhiên thổi cái gió hiền cho nó đừng có sân si, để nó cho mấy người đó đi chùa đi, để họ lại chùa họ tu, để họ cầu siêu cho mình. Đó đó, hương linh, cái công của hương linh lớn dữ lắm. Nó phải hổng cái bà kia, bà nhập vô bà nói thầy nói cúng anh hùng liệt sĩ á thầy, tự nhiên nhiều người người ta lợi, người ta nhận hưởng tài thọ thực. Mà mấy người đó người ta cầm cây ngộ lắm thầy ơi, những đức biết biết cầm cây gì vậy đó. Nên tôi mà cứ cúng với hương linh hoài vì hương linh ta thích á, ai mà nói tôi này kia coi chừng người ta ghẻ chóc tùm lum tùm la mình mẩy là biết rồi đó nghe. Nên từ nên nên quý vị cố gắng tu tập để mà hồi hướng cầu siêu chư hương linh vì cảnh giới người ta còn khổ hơn mình, nhờ công đức mà giúp người ta siêu thoát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tử chúng ngà kim tí như cung tập phương nhất thiết Phật tự công, nguyện dị tự công đức vô cập mư nhất thiết, ngà đặng dư Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngã kim thí như cung, tự thực biến thập phương nhất thiết hộ tình công, nguyện dị tự công đức vô cập mư nhất thiết, ngà đặng dư hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim thí như cung, tự thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập mư nhất thiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lũng lăng ta bà ha, án một lũng lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà việc nhật ra hồng và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tự nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành,
Con nay xin phát nguyện vạn sanh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh. Cái công đức phóng sanh rất là thù thắng. Mong cái công đức phóng sanh này mà giúp cho các cháu là về chùa, các con tự nhiên nó tiêu nghiệp, nó ngoan ngoãn, biết nghe lời cha mẹ, đứa nào bệnh hoạn, eo ọt khó nuôi thì nó khỏe mạnh, ăn ngon, mau lớn, thông minh học giỏi. Nên nhờ cái công đức nó quá giải nhiều cái hay lắm quý vị. Có thằng nhỏ này nó đến chùa, mà mẹ nó nói, nó ở nhà nó ăn mà nó không chịu nuốt. Nó ngồi trời, ăn mà nó không nuốt, vậy chứ làm sao? Nó ngậm một chút rồi nó nhả ra. Nên nó... mấy tuổi luôn mà nó chút xíu da bọc xương cũng. Nó lỡ nó gặp những đức nói nè, mày mà không ăn, mày mà không nuốt vô là mày chết. Nói con câu đại vậy, tự nhiên nó về nó ăn quá trời ăn. Mẹ nói này nó lên đâu 2 kg thôi, nó chạy gấp về khổ thế kia. Lỡ mình nói câu thí đại, mình nói câu là mày không ăn mày chết, thì không ăn thì chết chứ sao bây giờ, sao sống quý vị. Biết làm sao tự nhiên nó về nó ăn. Thôi mình cũng nhờ cái công đức này cầu nguyện cho mấy cháu. Thì ông bà cha mẹ ai cũng muốn con cháu nó mạnh khỏe, thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn, thấy không? Mà nhờ công đức nó mới được nha quý vị. Mà từ công đức phóng sanh này quá dạy á, sát sanh gia đạo lưu bu, hiểu không? Đó nên là chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay để thả chim. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về
tịnh độ. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi.